Nộ Long lệnh chương 934, vì thích người, đi làm không thích sự tình, không muốn như thế bi thương. Chúng ta không bao lâu liền sẽ còn tại cùng Trần Thí Chủ gặp nhau. Tiểu Hòa Thượng thấy Nam Cung khinh ngữ như thế không bỏ, chủ động mở miệng nói ra. Thật sao? Nghe nói lời ấy, Nam Cung khinh ngữ trên mặt lập tức toát ra nét mặt hưng phấn. Ta đối với ngươi đã nói nhưng từng bỏ lỡ tiểu hòa thượng cười hắc hắc có chút tự tin nói chú ý tới tiểu hòa thượng trên mặt nụ cười tự tin nam cung khinh ngữ hiếm thấy không có đáp lại bạch nhãn mà là nghiêm túc suy tư một phen sau đó nhẹ gật đầu chiếu cố thật tốt bà ngươi về sau nếu là có chuyện phiền toái gì trực tiếp đi chiêu tiểu ra hỏa này mặc dù ta không biết hắn có thể hay không giải quyết ngươi phiền phức nhưng chỉ cần là chuyện của ngươi hắn tuyệt đối sẽ tận hết sức lực trần bình an vừa nói một bên đứng lên tại sắp phân biệt lúc vẫn không quên cho tiểu hoa thượng đưa lên một cái trợ công đại ca ca gặp lại nghe được trần bình an cử động nam cung khinh ngữ liền biết đối phương muốn đi thế là không nói thêm gì nữa mà là không thôi khoát khoát tay a di đà phật sẽ tại gặp lại tiểu hoa thượng chắp tay trước ngực chân thành tha thiết nói thấy thế trần bình an mặt lộ vẻ ý cười lại đối hai tiểu gia hỏa này khoát tay áo về sau liền quay người rời đi tiểu hòa thượng đại ca ca nói về sau có phiền phức có thể dựa vào ngươi thật có thể chứ đợi đến trần bình an sau khi đi xa nam cung khinh ngữ xoay đầu lại hiếm thấy dùng chững chạc đàng hoàng biểu lộ nhìn xem tiểu hòa thượng nói ra lời nói này đương nhiên có thể tiểu hòa thượng không chút do dự nhẹ gật đầu thế nhưng là ngươi có thể bảo hộ ta được không tiểu hòa thượng đáp án mặc dù để nam cung khinh ngữ mười phần vui vẻ nhưng nàng khi nhìn đến tiểu hòa thượng so với mình còn thấp nửa cái đầu thân cao còn có thân thể gầy yếu về sau trên mặt liền lại một lần nữa toát ra vẻ u sầu nàng cũng không phải là hoài nghi tiểu hòa thượng có nguyện ý hay không bảo hộ nàng mà là lo lắng trước mắt cái này tiểu hòa thượng vì bảo vệ mình mà thụ thương nam cung thí chủ không cần lo lắng sư phụ nói ta thiên phú không tồi sở dĩ từ đầu đến cuối không có tập võ là bởi vì ta quá mức lười biếng càng thêm không thích cùng người động thủ tương phản ta càng thích lẳng lặng nhìn mây chuyển mây thư mặt trời mọc mặt trời lạn nhưng là nếu như là vì bảo hộ ngươi tiểu tăng ta vẫn là có thể làm một chút không thích sự tình cho nên ta sẽ cố gắng tập võ thẳng đến có thể bảo vệ tốt ngươi Giang Nam có lưỡng thiền tự. Nam Sơn tự tu chính là nhân quả thiền. Bắc Sơn chùa tu chính là luân hồi thiền. Tiểu hòa thượng tham thiền vô số, có thiện ác, nhân quả, luân hồi, chúng sinh vân vân. Trong đó, trọng yếu nhất có hai thiền, một thiền là sư phụ, một cái khác thiền nam cung khinh ngữ. Tiểu hòa thượng thiên phú rất tốt, dùng hắn cái kia tiện nghi thời điểm lời nói đến nói, chỉ cần tiểu hòa thượng chịu trả giá hắn thiên phú một nửa cố gắng chưa hẳn không thể thống nhất tách ra đã lâu lưỡng thiền tự làm lưỡng thiền tự vẫn như cũ giữ lại hai thiền nhưng lại chỉ còn lại một chùa cho nên tiểu hòa thượng tham thiền tốc độ là rất nhanh bình thường tăng nhân mấy năm mười mấy năm chưa hẳn có thể hiểu thấu đáo tiểu hòa thượng thường thường một điểm liền thông nguồn hố chuyện hot chuyên com cho nên nam sơn tự đều trăm ngàn quyền đối tiểu hòa thượng đến nói đều không phải việc khó. Khó khăn là, hiểu thấu đáo sư phụ của hắn, còn có nam cung khinh ngữ. Cho nên, đối với tiểu hòa thượng đến nói, muốn hiểu thấu đáo nam cung khinh ngữ phương thức tốt nhất chính là nhìn trước mắt nam cung khinh ngữ. Bởi vậy, nam cung khinh ngữ chính là tiểu hòa thượng thiền. Muốn dùng đời sau hiểu thấu đáo thiền. Một bên khác. Trần Bình An đang cáo biệt Nam Cung Thanh Vũ còn có tiểu hòa thượng về sau, liền lẻ loi một mình ngăn lại một chiếc xe taxi. Đi hướng trước đó quán rượu kia. Nam Sơn tự, ở vào giang Nam Nam Sơn, Nam Sơn bên ngoài còn có núi cao hơn 10 tòa. Nhưng cũng may theo thời đại phát triển, đường núi đã không còn sóc này. Cho nên chuyến này Trần Bình An cũng coi như an nhàn chỉ có điều tại rất nhiều thời điểm cho dù người tránh đi núi chưa hẳn có thể tránh mở người tối hôm qua ngay tại trần bình an tại nam sơn tự giấu kinh các bên trong tìm kiếm tỉnh lại thứ bảy miếng táng long châm phương pháp thời điểm hỏa đức tông người đã phái tới rất nhiều cao thủ đem phần bằng mang đi chỉ có điều hỏa đức tông lúc đến bảy người đi lúc về sau ba người mà còn lại bốn người này bọn hắn có những cái nhiệm vụ khác, bởi vì Giang Nam Tam Đại Tông Môn một trong. Cho dù so ra kém lưỡng thiền tự, còn có Giang Nam vị kia tuyệt đỉnh, vẫn như cũ là liền có thể cao cấp nhất, thế lực cường đại. Tại tăng thêm vị kia tuyệt đỉnh riêng có cả đời hoàn mỹ danh sơn cho nên sẽ rất ít tham dự giang hồ ân oán. Mà lưỡng thiền tự mặc dù lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu nhất nhưng bên trong tăng nhân một lòng tu thiền. Chưa từng đủ chủ động tham gia võ đạo giới ân oán. Vì vậy, liền có thể tam đại tông môn chính là Giang Nam trên thực chất thực lực mạnh nhất. Nhìn chung toàn bộ Giang Nam, đều không người dám can đảm trêu chọc thế lực. chương 935, vây giết một nhưng lại tại hôm qua, hỏa đức tông đời thứ bảy đại đệ tử phần bằng chẳng những bị người trọng thương. Liền hỏa đức tông ngũ đại binh khí một trong hỏa vân lệnh cũng đừng người hủy đi. Loại chuyện này, tại Giang Nam đã hơn 30 năm trước chưa từng xảy ra. Đồng thời, vì phòng ngừa chuyện như vậy không tái phát sinh, đồng thời cũng vì để tiếp xuống mấy chục năm cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Hòa Đức Tông nhất định phải để làm ra dạng này sự tình người. Trả giá đắt cũng dùng cái này bừng tỉnh Giang Nam tất cả mọi người, Hòa Đức Tông vẫn như cũ là cái kia không cho phép trêu chọc, không cho phép làm tức giận Tam Đại Tông môn. QQX Delta New Nét đối với Hòa Đức Tông đến nói, không có so để chạm đến Hòa Đức Tông rủi do người biến mất tốt nhất tỉnh táo thế nhân phương Pháp. Muốn rời khỏi Nam Sơn tự phải qua trên đường trần bình an nguyên bản cưỡi ô tô hài lòng thưởng thức phen đường phong cảnh nhưng ô tô lại đột nhiên dừng lại nương theo lấy tiếng thắng xe chói tai trần bình an khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười lạnh lùng lại nhìn lái xe vậy mà là liền xe đều không cần bay thẳng chạy ra ngoài thấy một màn này trần bình an lắc đầu hắn có thể đoán được đây hết thảy nguyên nhân gây ra nhưng lại không nghĩ tới đây hết thảy đến vậy mà nhanh như vậy. Đồng thời, đối phương vậy mà thật như thế không muốn mặt. Trần Bình An ở đâu? Chấm hỏi ngoặc kép, không chờ Trần Bình An xuống xe, gầm lên giận dữ liền vang vọng sơn cốc. Ra ra ngươi ở đây. Gọi ta chuyện gì? Trần Bình An mở cửa xe, xảy bước đi xuống dưới. Muốn mạng của ngươi, xe đối diện đứng bốn vị lão giả trong đó, nhất nam nhỏ cũng có hơn 60 tuổi. Nhiều tuổi nhất vị nào, càng là tóc trắng phơ, qua 80. Mà bốn vị này chính là hòa đức tông chín đại trưởng lão bên trong lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão, cửu trưởng lão. Có thể trở thành hòa đức tông trưởng lão. Cùng thiên kiếm tông đồng dạng, nhất định phải có hai điều kiện. Thứ nhất, đối hòa đức tông tuyệt đối trung tâm, là hòa đức tông từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử. Thứ hai, đi vào cảnh giới tông sư. Lại bối phận đầy đủ. Nói cách khác, giờ phút này Trần Bình An đối mặt là bốn vị cảnh giới tông sư, mà còn toàn phục từ Hỏa Đức tông mệnh lệnh, không đem Trần Bình An giết. Thề không bỏ qua bốn vị lão giả. Hai điểm này chung vào một chỗ, đừng nói Trần Bình An dạng này coi là cửu phẩm đỉnh phong, cho dù là ba vị cảnh giới tông sư cũng rất khó còn sống rời đi. Bởi vậy, khi nhìn đến vị lão giả này về sau, Trần Bình An thần sắc liền trở nên mười phần nặng nề. Nói thật, trước đó hắn không nghĩ tới đến Hỏa Đức Tông vì giết hắn. Vậy mà lại làm ra khổng lồ như thế chiến trận. Cho dù hắn đã sớm biết được Giang Nam Tam Đại Tông môn người luôn luôn lòng dạ hẹp hói. Từ hắn cùng phần bằng ở giữa bộc phát mâu thuẫn một khắc này bắt đầu, Hỏa Đức Tông liền sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn nguồn hố chuyện hot chuyên com nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến hỏa đức tông người vậy mà như thế không muốn mặt lại ra tay vậy mà như thế nhanh chóng sẽ vào hôm nay mai phục trần bình an phải biết luận võ khó tránh khỏi sẽ có tổn thương vũ khí tại trong lúc này đừng hủy đi cũng hợp tình hợp lý đây là đôi bên đều nhất định muốn tiếp nhận nguy hiểm cho nên tại võ đạo giới có dạng này một quy củ đó chính là tỷ võ đôi bên mặc kệ thắng bại, mặc kệ thương thế như thế nào, chỉ cần đối phương không phải cố ý hạ sát thủ, bại mới là sẽ không dễ dàng trả thù. Bởi vì một khi chuyện này lưu truyền ra đi, cử động như vậy, chắc chắn bị người chơi chẽn. Về phần tại giao thủ ở giữa vũ khí bị hủy diệt cũng phải quy về tài nghệ không bằng người. Tự nhiên không thể giận chó đánh mèo đối thủ nhưng mà hòa đức tông người vậy mà hoàn toàn không để ý đến cái này một phép tác chẳng những trực tiếp trả thù trần bình an lại không có bất kỳ che giấu nào dự định mà đây cũng chính là trần bình an cho rằng hòa đức tông những người này không muốn mặt nguyên nhân bởi vì tại dự đoán của hắn bên trong cho dù hòa đức tông hận hắn tận xương như muốn xóa bỏ cũng phải khi tìm thấy một cái nói còn nghe được lý do về sau mới có thể ra tay nếu không, Hỏa Đức Tông chắc chắn bị liền có thể võ đạo giới đồng liêu chế nhạo. Nhưng mà Trần Bình An lại có chút xem trọng Hỏa Đức Tông những người này hạn cuối. Cũng đánh giá thấp những người này ra mặt độ dày. Không hổ là Giang Nam Tam đại tông môn một trong Hỏa Đức Tông a, lại có thể lẽ thẳng khí hùng làm ra như thế khiến người chơi chẽn sự tình. Không muốn mặt phương diện này ta Trần Bình An nguyện xưng hỏa Đức Tông vì Giang Nam mạnh nhất. Nhìn trước mắt bốn vị này tràn ngập sát ý lão giả, Trần Bình An mặc dù mặt ngoài lộ ra mười phần chấn định, thậm chí còn có thừa lực dùng ngôn ngữ mỉa mai đối phương, nhưng kỳ thực không phải. Lúc này Trần Bình An, nội tâm không nói lo lắng, cũng đủ để được xưng tụng nặng nề, thậm chí Trần Bình An biết rõ cái này sẽ là hắn hung hiểm nhất một trận chiến. Bởi vì hắn rõ ràng, bằng hắn hiện tại, căn bản không có khả năng chiến thắng trước mắt bốn vị này cảnh giới tông sư Hỏa Đức Tông trưởng lão. Chương 936, Vây giết 2 ý đồ dùng ngôn ngữ chọc giận chúng ta mấy cái sẽ chỉ làm ngươi chết thảm hại hơn trong bốn người bối phận thân phận thực lực mạnh nhất lục trưởng lão đứng tại phía trước nhất ánh mắt đạm mạc đánh giá trần bình an dù sao ta cũng phải chết ở các ngươi cái này mấy đầu lão cẩu trên tay nếu là không thừa dịp trước khi chết mắng thêm các ngươi cái này mấy đầu lão cẩu vài câu vậy ta chẳng phải là lỗ lớn rồi còn nữa nói, các ngươi hỏa đức tông đệ tử tại luận võ thời điểm thua ta. Vũ khí bị ta hủy đi, vốn là chính là hắn tài nghệ không bằng người, các ngươi những lão gia hỏa này lại còn có ý tốt liếm láp một gương mặt mo tới đây cướp giết ta. Người nói các ngươi cái này bốn cái lão cẩu có nên hay không mắng. Nhìn thấy đối phương uy hiếp trắng trợn cùng trấn nhiếp về sau, Trần Bình An khóe miệng có chút dương lên lộ ra một vòng âm tàn nụ cười hắn so với ai khác đều hiểu trước mắt mấy người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn như là đã chú định muốn cùng bốn người này không chết không thôi trần bình an cái miệng này há lại sẽ bỏ qua bọn hắn coi như đánh không lại những cái này lão cẩu chẳng lẽ mắng còn mắng chẳng qua sao trần bình an ta biết ngươi rất không phục nhưng đây chính là hiện thực ta biết cho là chúng ta những lão già này đối ngươi hạ sát thủ cử động rất vô sỉ. Nhưng lại có thể như thế nào? Tại Giang Nam cho tới bây giờ đều là nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định nếu như giờ này khắc này ở đây vây giết ngươi không phải hòa đức tông. Mà là còn lại thế lực cách làm như vậy có lẽ sẽ thu nhận võ đạo giới nhân sĩ chơi chẽn. Nhưng hòa đức tông không giống biết chúng ta vì cái gì có thể không che giấu chút nào ở đây vì giết ngươi sao cũng là bởi vì hỏa đức tông thực lực đủ cường đại cho dù toàn giang nam võ lâm nhân sĩ đều biết chuyện này là chúng ta đuối lý bọn hắn lại dám nói cái gì đâu đối mặt hỏa đức tông ai dám nói một chữ không còn nữa nói chỉ cần đưa ngươi ở đây giết, ai biết nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hotrawen.com, vì cái gì liền không thể là ngươi Trần Bình An không biết sống chết. Dự định âm thầm đối phần bằng hạ sát thủ, sau bị chúng ta phản sát đâu? Cũng có thể là chúng ta hỏa đức tông bọn này chính nghĩa chi sĩ nhìn thấy ngươi Trần Bình An dự định rối loạn sự tình. Gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ đâu? Nói tóm lại, chỉ cần ngươi chết ở chỗ này về sau kịch bản đều là từ hỏa đức tông đến viết lục trưởng lão kia tràn đầy nếp uốn cùng tăng thương trên mặt hiện ra một vòng nụ cười khinh thường lão già ngươi là đem toàn bộ giang nam người đều xem như đồ đần sao ngươi cho rằng bọn họ sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao ta cùng phần bằng ân oán thế nhưng là có rất nhiều người đều biết được nghe lại lục trưởng lão vừa mới kia một phen về sau, Trần Bình An nhăn lại đến lông mày. Hắn không nghĩ tới đối phương không chỉ có không muốn mặt còn như thế hèn hạ. Ha ha ha, lão phu cho tới bây giờ cũng không có đem giang nam võ lâm nhân sĩ xem như đồ đần. Vừa vặn tương phản, lão phu biết bọn hắn đều là người thông minh, cho nên bọn hắn mới có thể lựa chọn tin tưởng hòa đức tông truyền đi tin tức. Lục trưởng lão tại mở miệng nói chuyện thời điểm sử dụng lựa chọn tin tưởng bốn chữ này phá lệ trói tai. Chính như lục trưởng lão nói, cho dù Giang Nam những đại nhân vật kia liếc mắt liền có thể nhìn ra Hòa Đức Tông đang nói láo. Trần Bình An chết chính là Hòa Đức Tông người tùy tiện tìm đến một cái lý do làm, nhưng ai nguyện ý vì một cái vốn không quen biết? không có chút nào liên quan Trần Bình An về phần hỏa đức tông dạng này đỉnh tiêm thế lực đâu. Không có người đâu, nguồn hố chuyện hot com thì ra là thế. Chính là hỏa đức tông tại Giang Nam uy danh sao ta Trần Bình An hôm nay xem như lĩnh giáo đến. Trần Bình An sao mà thông minh, tự nhiên có thể nghe ra lục trưởng lão trong lời nói ẩn chứa ý tứ nhưng cái này cũng làm cho hắn đối hỏa đức tông còn có toàn bộ giang nam võ đạo giới càng thêm xem thường như thế lớn như vậy một cái giang nam liền một cái dám nói lời nói thật người đều không tìm ra được những cái này cái gọi là thực lực cường đại võ đạo nhân sĩ coi là thật để người cảm thấy buồn cười giờ khác này trần bình an xấu hổ tại cùng giang nam những người này làm bạn cũng lại một lần nữa minh bạch vì sao tưởng miệt như thế chán ghét giang nam những người này. Trần Bình An, nhiều lời vô ích. Hôm nay là tử kỳ của ngươi." Dứt lời, Lục trưởng lão trên thân phóng xuất ra cực kỳ khủng bố sát ý cùng nội lực. Trong khoảnh khắc, nguyên bản chim gọi côn trùng kêu vang sơn cốc nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng, túc sát. Chỉ còn lại gió nhẹ lướt qua nhánh cây tạo thành tiếng xào xá lục trưởng lão cũng không có che giấu khí tức của mình mà là đem tất cả sát ý cùng toàn bộ nội lực phóng thích ra ngoài hắn muốn dùng loại phương thức này nói cho trần bình an người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ hắn muốn đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức giết trần bình an làm cho đối phương biết trêu chọc hỏa đức tông là một kiện chuyện ngu xuẩn giường nào chương 937, vây giết ba trong sơn cốc. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tại lục trưởng lão sát ý ngút trời sung kích phía dưới, Trần Bình An sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Giờ khác này, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng có nặng ngàn cân phụ, ép hắn hô hấp khó khăn. Đây không phải hắn lần thứ nhất cùng cảnh giới tông sư cao thủ giao thủ. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất đối mặt nhiều như thế cảnh giới tông sư. Nói thực ra, nếu như lần này Trần Bình An đối mặt chỉ có Lục Trương Lần trước người, như vậy hắn vẫn là có rất lớn nắm chắc còn sống chạy khỏi nơi này, thậm chí chiến thắng đối phương, hắn cũng có nhất định nắm chắc. Chẳng qua đáng tiếc, Trần Bình An lần này đối mặt chính là Hòa Đức Tông bốn vị cảnh giới tông sư cao thủ. Mặc dù bây giờ chỉ có Lục Trương Lần trước người bộc phát ra sát ý, còn lại ba người không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ nhưng trần bình an lại rõ ràng một khi hắn cùng lục trương lão ở giữa chiến đấu lâm vào cháy bỏng trạng thái còn lại bốn người tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay đến lúc kia đối mặt bốn vị coi trọng cao thủ vây công trần bình an không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng trừ phi hắn cùng đối phương liều mạng lại một lần nữa thi triển ngũ hành nghịch chuyển chi pháp nhưng là dưới loại tình huống này cho dù trần bình an thi triển ngũ hành nghịch chuyển chi pháp lâm vào điên cuồng trạng thái cùng đối phương liều mạng trần bình an còn sống rời đi nơi này khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ bởi vì đang thi triển ngũ hành nghịch chuyển chấp pháp về sau trần bình an sẽ lâm vào cực độ hư nhược trạng thái đồng thời lần này cần đối mặt chính là bốn vị cảnh giới tông sư cao thủ cho dù hắn đang thi triển ngũ hành nghịch chuyển chi pháp, may mắn thu hoạch được sau khi thắng lợi, cũng nhất định sẽ trọng thương sắp chết. Nơi này trước không được phía sau thôn không được cửa hàng, còn sót lại một viên âm dương trở về đan cũng bị hắn tặng cho tống sổ phượng. Hắn cũng không cho là mình có thể kiên trì đến có thể chữa thương địa phương. Đồng thời, ai cũng không có cách nào xác định được hỏa đức tông lần này chỉ phái ra bốn người này ai cũng không có cách nào xác định tại bên trong vùng thung lũng kia phải chăng còn ẩn giấu đi hòa đức tông cái khác cao thủ cho nên nói giờ này khác này trần bình an triệt để lâm vào tuyệt cảnh bên trong mặc kệ hắn làm sao đi làm hắn còn sống khả năng rời đi nơi này tính đều cực kỳ bé nhỏ nhưng dù vậy trần bình an nhưng như cũ không hề từ bỏ càng không có bất luận cái gì bó tay chịu trói dự định bởi vì hắn còn không thể chết, bởi vì hắn lại không thể chết ở chỗ này lý do. Bởi vì còn có rất nhiều người đang chờ hắn đi cứu vớt. Nghĩ tới đây, Trần Bình An không chút do dự lấy ra kim châm đâm vào huyệt đạo của mình bên trong. Chưa bắt đầu giao chiến, hắn liền đã thi triển ra kim châm đâm huyệt chi pháp tăng lên lực chiến đấu của mình. Nhìn chăm chú trước mắt bốn vị lão nhân, Trần Bình An nắm chặt song quyền. Trong mắt chỉ còn quyết liệt hàn quang, trong đan điền nội lực tại thời khắc này trở nên sôi trào mãnh liệt lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ tại Trần Bình An trên thân. Cũng tại trải qua cực hạn áp xúc về sau, đem nó một mực bao bọc. Trách không được có thể chiến thắng phần bằng cửu phẩm đỉnh phong liền có như thế hùng hậu lại tinh thuần nội lực lại với nội lực khống chế đã nhanh muốn cùng cảnh giới tông sư sánh vai, thiên phú như vậy quả nhiên là trăm năm qua khó gặp. Nhưng càng là như thế, người thì càng muốn chết. Lại chú ý tới Trần Bình An trên người nội lực về sau, lục trương lão nhịn không được mở miệng khen ngợi một câu. Nhưng liền như là hắn nói, Trần Bình An chỗ thể hiện ra thiên phú rất có tiềm lực càng là cường đại, hắn liền càng phải ở đây đem Trần Bình An giết nguồn hố chuyện hot chuyên com bởi vì một khi để Trần Bình An còn sống rời đi, cho hắn trưởng thành thời gian, như vậy đợi một thời gian về sau chắc chắn trở thành hòa đức tông đại địch. Lão cẩu nếu là muốn giết ta, cứ việc động thủ là được. Ta Trần Bình An mặc dù không thể không có niềm tin tuyệt đối còn sống từ nơi này rời đi. Nhưng để các ngươi cái này bốn đầu lão cẩu lưu tại nơi này mấy cái còn có thể làm được. Quick New. Nét tại loại này dưới tuyệt cảnh, Trần Bình An cũng bộc phát trong lòng kia cỗ chơi liều. Hắn rõ ràng muốn đột phá bốn vị này cảnh giới tông sư cao thủ vây giết là một chuyện không thể nào. Đã như vậy, vậy liền buông tay đánh cược một lần. Cho dù là chết cũng phải làm cho đối phương trả giá đắt. Vô tri tiểu bối, đối mặt ta chờ bốn vị tông sư cao thủ lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay liền để ngươi giấu trong lòng không cam lòng cùng oán hận ma chết nói chuyện không còn là lục trưởng lão mà là cửu trưởng lão Vì vậy, cái thứ nhất đối Trần Bình An khởi sướng tiến công, đồng dạng vẫn là Cửu trưởng lão. Về phần còn lại ba người thì là hoàn toàn không có ý xuất thủ. Bởi vì bọn hắn tin tưởng Cửu trưởng lão thực lực. Đồng thời, hắn a cũng khinh thường tại cùng nhau ra tay đối Phó Trần Bình An dạng này một cái cửu phẩm đỉnh phong. Mà cái này, đối Trần Bình An đến nói cũng coi là một cái duy nhất tin tức tốt. Viêm Dương Trường cửu trưởng lão nội lực mặc dù so ra kém lục trưởng lão bọn người nhưng cũng là thực sự cảnh giới tông sư cho nên khi hắn thi triển võ kỹ thời điểm khổng lồ nội lực qua trong giây lát liền hội tụ tại hắn trên bàn tay cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bốc lên tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao chương 938, vây giết 4, một giây sau, cửu trưởng lão làm dáng một trưởng bổ ra. Trong khoảnh khắc, một mực to lớn, thiêu đốt lên liệt diễm bàn tay trống rỗng xuất hiện. Mang theo một cỗ cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao, thẳng đến Trần Bình An mà đi. Nhiệt độ cao những nơi đi qua, tất cả cỏ cây cây cối đều bị nhiệt độ cao nhóm lửa. Đại địa phía trên càng là một phiến đất hoang vu. Uy lực thật là khủng khiếp. Mắt thấy một màn này về sau, Trần Bình An không khỏi ở trong lòng sợ hãi thán phục một tiếng. Một chiêu này viêm dương trưởng, Trần Bình An tại cùng phần bằng giao thủ thời điểm đã từng thấy đối phương thi triển qua. Tại cùng phần bằng giao thủ thời điểm, Trần Bình An ứng đối cái này một dạng cũng không có cảm giác được nhiều phiền phức. Nhưng giờ phút này, đồng dạng võ kỹ tại vị này chín dáng dấp trên tay, uy lực tăng lên ba lần không chỉ cái này lệnh trần bình an không dám có chút chủ quan vội vàng khu động ngự phượng quyết dự định bằng nhanh nhất tốc độ hiện lên đi qua nhưng mà tiếp xuống đã phát sinh một màn lại triệt để vượt qua trần bình an đoán trước ngay tại trần bình an nghiêng người phía bên trái bên cạnh chạy tới thời điểm viêm dương trưởng trưởng lực vậy mà tại chín cái già khống chế phía dưới vậy mà thay đổi phương hướng hướng phía trần bình an đuổi tới lại cái này trưởng lực tại cửu trưởng lão khống chế phía dưới, tốc độ cũng nhận được tăng lên gấp bội, vẻn vẹn chẳng qua một nháy mắt. Trưởng lực khoảng cách Trần Bình An cũng chỉ thừa một bước không đến khoảng cách. Đối mặt loại nguy cơ này tình huống, ý thức được một trưởng này không cách nào né tránh Trần Bình An chỉ có thể đem vượt qua bảy thành nội lực hội tụ tại phía sau lưng của mình phía trên. Hot C0m một giây sau viêm dương trưởng trưởng lực trịnh trọng Trần Bình An phía sau lưng. Dầm rầm rầm tiếng nổ không dứt bên tai, đinh tai nhức óc. Mãnh liệt ánh lửa đem Trần Bình An một mực bao bọc trong đó. Mà những cái kia bắn tung tóe đi ra hỏa diễm cũng tại vẻn vẹn một nháy mắt liền đem quanh mình hết thảy hoa cỏ cây cối toàn bộ thiêu tẫn, lưu lại hơn 10 mét đất khô cằn. Mà lúc này, trong ngọn lửa Trần Bình An sắc mặt lộ ra dị thường khó coi khi hắn mặc dù đem bảy thành toàn bộ nội lực chuyển di tại trên lưng miễn cưỡng ngăn cản được một trưởng này nhưng mãnh liệt nhiệt độ cao vẫn là tại phía sau lưng của hắn phía trên lưu lại một khối mười phần to lớn bị phòng đồng thời quanh mình hỏa diễm càng là không ngừng thiêu nướng hắn khiến cho khô nóng khó qua nộ long trấn không thể chịu đựng được nhiệt độ cao trần bình an thấy nội lực toàn thân trong nháy mắt này toàn bộ bộc phát ra ngoài sinh ra 10 phần mãnh liệt sóng xung kích, lúc này mới đem quanh mình hỏa diễm xua tan. Còn không chờ hắn buông lỏng một hơi. Một mực đang bên ngoài chờ đợi thời cơ cửu trưởng lão liền lại một lần nữa thi triển hỏa đức tông giữ nhà tuyệt kỹ. Quick new, nét xích viêm đao. Cửu trưởng lão trên hai tay ngưng tụ ra một cái dài hơn một mét hỏa diễm đao, chợt đi vào Trần Bình An trước mặt, hướng phía Trần Bình An đầu lâu chém tới nguồn hố chuyện hot chuyên com trong chớp nhoáng này trần bình an bất hạnh chỗ cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt nhiệt độ cao cả người cũng ngửi được nồng đậm khí tức nguy hiểm thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trần bình an ngửa về đằng sau đi hai tay chống đất lúc này mới tránh thoát đối phương một đao cũng thừa này thời cơ một chân hướng phía chín cái giả bụng dưới đá tới nhưng mà, ngay tại Trần Bình An chân rơi vào cửu trưởng lão trên bụng thời điểm, Cửu trưởng lão nơi bụng đột nhiên giấy lên hỏa diễm. Trần Bình An rõ ràng đây là trích nhiệt viêm y công hiệu, thế là lập tức thu hồi mình chân, hai tay cũng tại lúc này đột nhiên phát lực. Cả người bắn lên tại không trung xoay chuyển 360 độ về sau, cùng cửu trưởng lão kéo ra một khoảng cách, lúc này mới rơi xuống đất. Kéo dài khoảng cách về sau, Trần Bình An cặp kiêm mắt hổ không ngừng lóe ra tinh quang, nhìn trong chọc cửu trưởng lão từng hành động cử chỉ. Cửu trưởng lão mặc dù cho thấy cường đại võ kỹ còn có nội lực. Nhưng hắn cũng không phải là Trần Bình An không thể chiến thắng. Tối thiểu nhất tại tới đơn độc giao thủ thời điểm, Trần Bình An vẫn có niềm tin chiến thắng đối phương. Chẳng qua là hắn cần một cái cơ hội một cái đủ để cho Trần Bình An một kích mất mạng, để hòa Đức Tông còn lại ba vị trưởng lão không kịp phản ứng cơ hội. Mà đây cũng là Trần Bình An cho đến tận đây một mực bị động bị đánh, chậm chạp không có hoàn thủ nguyên do. Tiểu bối, vừa mới đầu răng miệng lệ lợi hại. Bây giờ vì sao chậm chạp không dám chủ động ra tay, chẳng lẽ là e ngại thực lực của lão phu sao? Cửu trưởng lão thấy Trần Bình An từ đầu đến cuối đang bị động phòng thủ, khóe miệng phác họa ra một vòng khinh miệt nụ cười hắn cùng nó có mấy vị trưởng lão tại thu được chu sát trần bình theo mệnh lệnh thời điểm hắn liền đạt được trần bình an lượng lớn tư liệu cũng tại trên tư liệu biết được Trần Bình An mặc dù chỉ là cửu phẩm đỉnh phong, nhưng lại có được có thể cùng cảnh giới tông sư một trận chiến bản lĩnh. Chỉ có điều khi biết cái này một tình báo thời điểm, cửu trưởng lão lại đối với cái này lộ ra cực kỳ chẳng thèm ngó tới. Giang Nam những lão gia hỏa này một cái so một cái ngoan cố. Cửu trưởng lão cũng là như thế, cho nên trong lòng của hắn, cảnh giới tông sư chính là cảnh giới tông sư, cửu phẩm cảnh giới chính là cửu phẩm cảnh giới. Giữa hai cái này có không thể vượt qua hồng câu, không tồn tại vượt biên sát nhân chi sự tình. Chương 939, vây giết năm lão cẩu. Gấp cái gì mà gấp? Ngươi chẳng lẽ không biết dắt chó là cần kiên nhẫn sao? huống chi ta lần này lưu chính là ngươi cái này một con kinh nghiệm già dặn lão cẩu. Trần Bình An lạnh lùng đáp lại một câu, cố ý dùng ngôn ngữ mỉa mai đối phương. Người muốn chết, cửu trưởng lão giận giữ mắng mỏ một câu, chân phải mũi chân điểm nhẹ, cả người hướng phía Trần Bình An, nhanh nhẹn mà đi đi vào trần bình an trước mặt trong nháy mắt đó tay phải hắn phía trên hỏa diễm trường đau từ đuôi đến đầu hướng phía trần bình an đỉnh đầu chém xuống tay trái hỏa diễm đau thì là đối trần bình an bụng dưới chém ngang ra ngoài đối mặt như thế mãnh liệt sắc bén công kích trần bình an không dám có chút chủ quan tại ngự phượng quyết gia trì phía dưới, song hướng tại trong chớp mắt liền chút ba lần đại địa, cả người tốc độ tăng vọt, hướng phía sau bay lượn mà đi. Lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát đối phương tiến công. Nhưng mà cửu trưởng lão lại như là như dòi trong xương, không đợi Trần Bình An đứng vững, liền lại một lần nữa đuổi theo. Trong tay hai thanh hỏa diễm trường đao càng là trên dưới bay múa, kín không kẽ hở, một đao tiếp lấy một đao, nối liền không rớt. Như thế dày đặc cùng nhanh chóng tiến công. Dù là Trần Bình An tại Ngự Phượng quyết trợ giúp phía dưới, cũng lộ ra 10 phần chật vật, có đến vài lần đều suýt nữa bị trúng đích. Nếu như không phải Trần Bình An trên thân từ đầu đến cuối đều dùng nội lực bao bọc, hắn đã sớm bị lưu lại mấy đạo vết thương. Nhưng dù cho như thế, Trần Bình An trên thân vẫn như cũ tràn đầy bị phỏng rất rõ ràng trần bình an từ tô nguyên trên thân học trộm mà đến sử dụng nội lực phương thức mặc dù có thể ngăn cản vật lý tiến công nhưng lại không thể hoàn toàn ngăn cản nhiệt độ cao đương nhiên dù vậy loại phương thức này vẫn là cho trần bình an cung cấp rất nhiều trợ giúp nếu không hắn bị phòng cũng sẽ không như thế chi nhẹ đang cùng cửu trưởng lão giao thủ hắn so với ai khác đều rõ ràng cửu trưởng lão võ kỹ chỗ mang theo nhiệt độ cao kinh khủng đến cỡ nào. Hot ra quen com, hảo tiểu tử. Lại có thể tránh thoát ta nhiều lần như vậy tiến công. Từ đầu đến cuối không có cho Trần Bình An mang đến trí mạng thương hại cửu trưởng lão trong mắt lại một lần nữa hiện lên một trận lạnh thấu. Sương sát ý. Hắn mặc dù nhìn như đang khích lệ Trần Bình An, nhưng kỳ thật nhưng trong lòng hận không thể đem Trần Bình An chém thành muôn mảnh. Bởi vì thân là cảnh giới tông sư cao thủ hắn, đối phó Trần Bình An dạng này một cái cửu phẩm đỉnh phong vậy mà dùng như thế trưởng thời gian, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Lần này Trần Bình An không có trả lời, hoặc là nói hắn căn bản là hoàn mỹ mở miệng đáp lời bởi vì cửu trưởng lão đang nói chuyện thời điểm công kích hoàn toàn như trước đây sắc bén cùng dày đặc. Thôi, thôi, mặc dù đối phó ngươi dạng này một cái nho nhỏ cửu phẩm đỉnh phong, có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng có thể chết ở ta nơi này một chiêu phía dưới. Người chết cũng không ngừng oan uổng. Nói chuyện thời điểm, cửu trưởng lão đột nhiên đình chỉ đối Trần Bình An tấn công mạnh, sau đó chủ động cùng Trần Bình An kéo ra một khoảng cách chú ý tới cử động của đối phương về sau trần bình an chẳng những không có buông lỏng một hơi ngược lại là thần sắc dị thường nghiêm túc bởi vì hắn rõ ràng cửu trưởng lão vừa mới thu tay lại tuyệt đối không phải là bởi vì từ bỏ giết hắn mà là định dùng càng cường đại hơn võ kỹ đem hắn một kích đánh chết liền cảnh giới tông sư đều cần tụ lực võ kỹ uy lực có thể thấy được chút ít ngay tại Trần Bình An thần sắc nghiêm túc thời điểm, cửu trưởng lão bên kia đã bắt đầu hành động. Chỉ thấy cửu trưởng lão trên thân đột nhiên bắn ra hừng hực liệt hòa. Nguồn hố chuyện hot chuyên com trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, nhiệt độ càng là liên tục tăng lên. Ngắn ngủi chẳng qua thời gian mấy hơi thở cửu trưởng lão trên người nhiệt độ cao so với trước đó còn có cường đại mấy lần chỉ dựa vào cái này nhiệt độ cao liền đem cửu trưởng lão quanh mình hết thảy hoa cỏ cây cối toàn bộ nhóm lửa mà liền tại lúc này cửu trưởng lão trên thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ hội tụ tại cửu trưởng lão trên tay phải giờ này khác này Cửu trưởng lão trên tay ngưng tụ nội lực, hỏa diễm còn có nhiệt độ cao, đã đạt tới một loại nào đó kinh khủng cao độ, không khí vặn vẹo không nói. Trần Bình An thậm chí có thể cảm nhận được cửu trưởng lão quanh thân 2 mét phạm vi bên trong hơi nước đang lấy một loại khiến người khiếp sợ tốc độ bị hong khô. Xem ra lão cửu đã không có kiên nhẫn, dạng này cũng tốt, nhanh chóng đem Trần Bình An giết, chúng ta cũng có thể nhanh chóng trở về phục mệnh. Quick, new, net. Tuy nói là dạng này, nhưng là thi triển tông môn bí kỹ tới đối phó một cái nho nhỏ cửu phẩm đỉnh phong. Thấy thế nào đều có chút pháo cao xạ đánh con muội ý tứ. Còn không phải bởi vì cái này Trần Bình An quá mức láo cá, không thể không thừa nhận Trần Bình An thiên phú còn có thực lực. Đều có một không hai thế hệ tuổi trẻ. Chú ý tới cửu trưởng lão cử động, ở một bên xem chiến còn lại ba vị trưởng lão nhao nhao mở miệng mà trần bình an thông qua trước đó cùng cửu trưởng lão giáo sư chỗ triển lộ ra thực lực cũng làm cho ba vị này trưởng lão sợ hãi thán phục nhưng dù vậy ba người này cũng vẫn như cũ cũng không cho rằng trần bình an có thể chiến thắng cửu trưởng lão có thể từ cửu trưởng lão một chiêu này thủ hạ mạng sống một bên khác thấy một màn này trần bình an thần sắc vô cùng nặng nề hắn mặc dù không biết cửu trưởng lão tiếp xuống đến tột cùng là một loại gì võ kỹ nhưng hắn có thể khẳng định thực lực mạnh hơn tô nguyên cửu trưởng lão tiếp xuống chỗ thi triển võ kỹ nhất định phải so tô nguyên một kích toàn lực còn muốn cường hoành hơn mà cái này cũng là trần bình an cho đến tận đây cần ứng đối mạnh nhất võ kỹ nghĩ tới đây ý thức được những cái này trần bình an hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình của mình sau đó điều động ra đan điền bên trong tất cả nội lực. Chỉ có điều, lần này Trần Bình An không có ý định lại tiếp tục phòng ngự, mà là dự định phản kích. Chương 940, Trần Bình An cơ hội phản kích Cửu Trưởng lão lần này thi triển võ kỹ rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng lại có một cái khuyết điểm chí mạng, chính là cần tiêu hao thời gian nhất định mà khoảng thời gian này chính là Trần Bình An một mực chờ đợi cơ hội. Táng Long 600 là Trần Bình An mạnh nhất võ kỹ. Nhưng muốn thi triển Táng Long 600 cần điều động dò xét nội lực, cái này tại cùng cảnh giới tông sư giao thủ thời điểm không có cách nào bỏ trốn ánh mắt của đối phương. Bởi vậy sẽ cho đối phương chuẩn bị thời cơ, cho nên rất khó trúng đích. Nhưng bây giờ không giống, bởi vì Cửu trưởng lão ngay tại tụ lực dự định đem Trần Bình An một kích mất mạng. Cho nên đối phương là sẽ không chủ động thoát đi, cho dù Trần Bình An tại lúc này vận dụng rất nhiều nội lực, đối phương cũng sẽ vô ý thức cho rằng Trần Bình An dự định phòng ngự. Bởi vậy, ngay tại Cửu trưởng lão không ngừng tụ lực thời điểm, Trần Bình An đột nhiên một quyền nện xuống đất tạo thành cực kỳ cường đại sóng xung kích cũng dơ lên che khuất bầu trời cắt bay đá chạy x pao đem mình còn có cửu trưởng lão bao phủ trong đó. Thật sự là ngu xuẩn, vừa mới ta gặp ngươi điều động cường đại như thế nội lực. Còn tưởng rằng ngươi là dự định phòng ngự, lại không muốn ngươi vậy mà làm ra nhiều như vậy cắt bay đá chạy x mưu toan che đậy cặp mắt của ta. Vọng tưởng dùng loại thủ đoạn này bỏ trốn vũ kỹ của ta quả nhiên hết thảy đều như là trần bình an dự liệu được như thế lại chú ý tới trần bình an làm ra thanh thế về sau cửu trưởng lão hoàn toàn không nghĩ tới trần bình an dự định phản kích hoặc là nói từ đầu đến cuối hắn đều không cho rằng trần bình an có được có thể uy hiếp được tính mạng mình võ kỹ cùng bản lĩnh mà là kiên định cho rằng trần bình an dự định lợi dụng cái này một cơ hội chạy trốn lão cẩu hôm nay cái thứ nhất chết ở chỗ này người tuyệt đối là ngươi. Nói chuyện thời điểm, Trần Bình An hai tay khoanh tại trước ngực, khe hở ở giữa đã chẳng biết lúc nào xuất hiện sáu cái kim châm. Vô chi tiểu bối, trước tiếp một chút ta một chiêu này rồi nói sau. Hỏa đức tông bí pháp, xích viêm đoạn sơn trường, hot ra com lời còn chưa dứt cửu trưởng lão đã tụ lực hoàn tất. Chợt đem mình chuẩn bị ở sau dơ lên cao cao trong khoảnh khắc ánh lửa ngút trời, một đạo từ nội lực thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm hội tụ thành một cây đao bộ dáng, xông thẳng tới chân trời. Đợi đến đám lửa này diễm đến kéo dài hơn 10 mét về sau, cửu trưởng lão trong mắt lóe lên một trận lạnh thấu xương hàn quang, chợt một trưởng bổ ra. Ông, trong chốc lát, ánh lửa giữa không trung bên trong lưu lại một đạo đường vòng cung, từ trên xuống dưới, thẳng đến Trần Bình An đỉnh đầu mà đi táng long sáu trăm đối mặt cường đại như thế võ kỹ trần bình an thần sắc vô cùng nghiêm túc thời điểm hai tay đã vung ra siêu 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 lục đạo mười phần nhỏ xíu tiếng xé gió lần lượt vang lên cửu trưởng lão chỗ thi triển chính là hòa đức tông chỉ có trưởng lão khả năng học tập bí kỹ đồng thời cho dù là hòa đức tông trưởng lão cũng chỉ có thể tại những cái này trong bí kỹ chọn lựa một chiêu vì vậy chỉ có thể học tập một chiêu bí kỹ đối với hỏa đức tông trưởng lão đến nói chính là áp đáy hòm võ kỹ là lá bài tẩy của bọn hắn là bọn hắn một kích chế địch mạnh nhất võ kỹ vì vậy một chiêu này xích viêm đoạn sơn trưởng tuyệt đối không kém nguồn hố chuyện hot com nhìn chung toàn bộ giang nam tất cả đỉnh cấp tông môn võ kỹ cũng là mạnh nhất một nhóm nếu là đổi lại khác đối thủ, khác võ kỹ. Một chiêu này xích viêm đoạn sơn trưởng đủ để lấy thế không thể đỡ chi thế diệt sát đối phương. Chẳng qua đáng tiếc, lần này cửu trưởng lão chỗ thi triển xích viêm đoạn sơn trường. Đối mặt chính là Trần Bình An chỗ thi triển táng long sáu châm. Nếu như nói xích viêm đoạn sơn trưởng là toàn bộ giang nam cao cấp nhất một nhóm vũ kỹ như vậy Trần Bình An chỗ thi triển táng Long Sáu Châm thì là toàn thế giới mạnh nhất bí kỹ một trong. Mặc dù Trần Bình An thực lực hôm nay so ra kém cửu trưởng lão, nhưng hắn chỗ thi triển võ kỹ uy lực lại đủ để nghiền ép chín cái lão chỗ thi triển xích viêm đoạn sơn trường. Mặc kệ là tốc độ vẫn là uy lực. Vì vậy xích viêm đoạn sơn trường mặc dù tại táng Long Sáu Châm trước đó thi triển nhưng táng long sáu châm lại phát sau mà đến trước, không chờ xích viêm đoạn sơn trưởng rơi vào trần bình an trên thân, sáu cái kim châm đã lấy thế không thể đỡ, nhanh như điện chớp chi tư đánh chúng cửu trưởng lão, lại trần bình an lần này nhắm chuẩn, trừ cửu trưởng lão yết hầu tâm mạch, mi tâm chờ ba chỗ yếu bên ngoài, còn có phong bế cửu trưởng lão nội lực lưu động ba khu huyệt đạo. Vì vậy, làm táng long sáu châm trúng đích trong nháy mắt đó, cửu trưởng lão nội lực nháy mắt đình chỉ lưu động. Cường đại hơn nữa, võ kỹ cũng phải cần nội lực đến khu động. Cho nên khi cửu trưởng lão kinh mạch bị phong, nội lực đình chỉ lưu động một nháy mắt, hắn chỗ thi triển võ kỹ nháy mắt tan đi trong trời đất. Cùng lúc đó, còn lại ba cái kim châm cũng phân biệt đâm vào cửu trưởng lão mi tâm, tâm mạch, yết hầu cái này ba châm mặc dù tuyệt không tạo thành uy thế hủy thiên diệt địa. Nhưng uy lực xác thực không thể nghi ngờ. Vì vậy, cho dù cường đại như cửu trưởng lão, lại bị cái này ba cái kim châm chúng vào chỗ yếu về sau, cho dù hắn còn có thể giữ lại mấy giây ý thức. Nhưng như cũ bị tuyên án tử vong. Chương 941, chấn nộ bát trưởng lão, đây không có khả năng người cương vừa thi triển đến tột cùng là cái gì võ kỹ tại ngã xuống đất thời điểm cửu trưởng lão một mặt không thể tin nhìn chăm chú trần bình an cho đến tử vong cửu trưởng lão cặp kia vẫn đục đôi mắt đều không có khép kín bên trong đều tràn ngập chấn kinh còn có hoảng sợ mà lúc này cho bụi bên ngoài còn lại mấy vị trưởng lão cũng vào lúc này phát hiện dị dạng đó chính là chẳng biết lúc nào Bọn hắn đột nhiên không cách nào cảm nhận được Cửu trưởng lão khí tức cùng nội lực, đồng thời Cửu trưởng lão thi triển võ kỹ cũng tại vừa mới trong nháy mắt đó biến mất. Bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lão Cửu khí tức cùng nội lực đột nhiên biến mất? Bát trưởng lão nhìn trước mắt cuồn cuộn cho bụi, nhẹ giọng thì thầm nói: "Quick New. Nét nghĩ đến là hẳn là cái kia Trần Bình An chọc giận lão cửu, để hắn từ bỏ dùng mạnh nhất võ kỹ đem một đánh chết mệnh. Từ đó muốn đem đối phương dằn vặt đến chết đi. Về phần vì sao không cảm giác được lão cửu nội lực, hẳn là hắn cố ý đem khí tức nội liễm. Dự định chơi mèo vờn chuột. Thất trưởng lão nghe vậy nhàn nhạt đáp lại một câu. Mặc kệ là bát trưởng lão vẫn là thất trưởng lão, cũng không nghĩ tới cửu trưởng lão đã chết tại trong cho bụi chỉ có lục trưởng lão phát hiện một tia dị dạng có chút nhíu mày chợt một trưởng bổ ra đem cho bụi toàn bộ tiêu tán nhưng mà đợi đến cho bụi hoàn toàn tán đi về sau ánh vào ba người này tầm mát xác thực khiến cho khiếp sợ không gì sánh nổi một man. chỉ thấy trong cho bụi cửu trưởng lão ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự sống chết không rõ mà trần bình an đã sớm chẳng biết đi đâu đây là tình huống như thế nào Lão cửu, người sao đổ xuống rồi? Trần Bình An người đi đâu? Bát trưởng lão bằng nhanh nhất tốc độ đi vào cửu trưởng lão trước mặt còn không chờ hắn lời nói xong, hắn liền khiếp sợ phát hiện. Cửu trưởng lão đã mất đi hô hấp, chết không nhắm mắt. Trần Bình An, không giết người lão phu thề không làm người. Hòa Đức Tông chín vị trưởng lão bên trong bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão luôn luôn quan hệ tốt nhất bởi vậy tại mắt thấy một màn này về sau lập tức giận tím mặt nổi gân xanh còn lại hai người đang nghe bát trưởng lão sắc mặt cũng biến thành dị thường âm trầm chuyện cho tới bây giờ bọn hắn rốt cục ý thức được trên tình báo viết trần bình an nhưng cùng tông sư một trận chiến cũng không phải là nói ngoa vừa vặn tương phản trần bình an chẳng những có thể cùng tông sư một trận chiến thậm chí có có thể giết tông sư bản lĩnh mà trước mắt một màn này chính là chứng cứ việc đã đến nước này còn lại ba vị trưởng lão cái này đoán minh bạch từ đầu đến cuối bọn hắn đều xem thường trần bình an hắn nhất định đi không xa ngay lập tức đi truy hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để trần bình an hoặc là rời đi nguồn hố chuyện hot chuyên com lục trưởng lão muốn rách cả mí mắt nổi giận gầm lên một tiếng thanh âm nháy mắt vang vọng toàn bộ sơn cốc thời khắc này lục trưởng lão nổi gân xanh vẩn đục hai con ngươi bên trong tràn đầy sát ý liền chính hắn đều đã nhớ không rõ hắn bao lâu không có giống như bây giờ phẫn nộ qua mà để hắn phẫn nộ lý do rất đơn giản đó chính là trần bình an giết cửu trưởng lão cho dù lục trưởng lão cùng cửu trưởng lão quan hệ trong đó không có tốt như vậy nhưng cái sau cùng hắn dù sao cũng là đồng môn lại lần này lục trưởng lão phụ trách dẫn đầu còn lại ba vị trưởng lão vây giết một vị cửu phẩm đình phong bây giờ chẳng những tổn thất hòa đức tông một vị cảnh giới tông sư trưởng lão nếu là lại để cho trần bình an chạy chỉ sợ lục trưởng lão về sau cũng không cách nào tại hòa đức tông tại toàn bộ giang nam võ đạo giới ngẩng đầu lên vì vậy hắn không kịp đi quản cửu trưởng lão thi thể trực tiếp đối thất trưởng lão còn có bát trưởng lão hai người gầm thét một tiếng lời này vừa nói ra hai vị khác trưởng lão cũng không nói nhảm trực tiếp lần theo trần bình an lưu lại bước chân bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo mà đi tại nhìn thấy cửu trưởng lão thi thể về sau hai người này đặt quyết tâm muốn để trần bình an muốn sống không được muốn chết không xong nhưng mà, này hòa đức tông mấy người cũng không biết, bọn hắn làm hết thảy đều bị hai người thu hết vào mát. Mà hai người này, thật sự là hoa anh võ, còn có vô thiền thánh tăng. Thánh tăng, chúng ta thật không cần ra tay giúp đỡ sao? Hoa anh võ có chút lo lắng nhìn xem một bên lão hòa thượng dò hỏi cho dù trần bình an vừa mới tại trong cho bụi giết cửu trưởng lão một cử động kia khiến cho mười phần phấn chấn hắn nhưng như cũ phi thường lo lắng trần bình an an toàn một mặt là bởi vì trần bình an vừa mới cùng cửu trưởng lão chiến đấu tiêu hao rất lớn đồng thời trên người dưỡng thương cũng không nhẹ một phương diện khác thì là bởi vì hòa đức tông còn lại mấy vị trưởng lão khi biết trần bình an có giết chết cảnh giới tông sư năng lực về sau cũng sẽ sẽ không ở chủ quan mà là về lựa chọn cùng nhau tiến lên mà bây giờ trần bình an đối đầu hai vị tông sư cao thủ tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng Chương 942, tuyệt cảnh, một không vội, không vội. Còn chưa tới chúng ta xuất thủ thời điểm, nếu như chúng ta hiện tại tùy tiện ra tay, sẽ chỉ xấu Trần thí chủ chuyện tốt. Huống hồ, cho dù là xuất thủ cứu giúp cũng hẳn là từ lão nạp đến, mà không phải hoa minh chủ ngươi. Vô Thiền Thánh tăng chắp tay trước ngực, giống như cười mà không phải cười hắn không có đi nhìn trần bình an thoát đi phương hướng mà là nhìn chăm chú một phương hướng khác nghe nói lời ấy hoa anh võ cho dù là lo lắng trần bình an an toàn nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo vô thiền thu xếp thiên thiên nhỏ bé xua cùng lúc đó vô thiền thánh tăng nhìn chăm chú cái hướng kia có một đạo thân ảnh màu xanh lục ngay tại rừng rậm ở giữa lao vùn vụt mà qua sớm tại trước đây không lâu, ở chỗ này cách đó không xa nghỉ chân tống sổ phượng đột nhiên cảm nhận được một cỗ mấy vị cường hoành sát ý. Còn có hỏa đức tông công pháp mới dùng nội lực. Ngay tại trong nháy mắt đó, nàng liền minh bạch nhất định là hỏa đức tông tông sư cao thủ đến nơi này, cũng dự định đối người nào đó ra tay. Mà người này, tống sổ phượng không cần nghĩ cũng biết là Trần Bình An bởi vì nhiều như vậy người bên trong chỉ có trần bình an cùng hòa đức tông có thu bởi vậy tống sổ phượng không chút do dự cáo biệt thanh loan tông đệ tử còn lại lẻ loi một mình chạy tới sát ý phóng thích mà ra phương hướng về phần nàng vì cái gì không có kêu lên thanh loan tông đồng môn hỗ trợ thì là bởi vì thực lực của những người này liền nàng cũng không sánh nổi đi cũng chỉ là vướng víu tăng thêm thương vong ngay tại tống sổ phượng liều mạng đánh bất ngờ thời điểm lợi dụng vừa mới bụi mù tạm thời thoát đi trần bình an giờ phút này chính bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía nam sơn tự phương hướng đánh bất ngờ cho dù hắn hiểu được tốc độ của hắn tuyệt đối so ra kém hỏa đức tông còn lại ba vị tông sư cao thủ từ trên tay bọn họ muốn đi khả năng cơ hồ là số không Hotrauen com nhưng Trần Bình An nhưng như cũ không nguyện ý từ bỏ bởi vì hắn không thể chết dù là chỉ có một phần vạn cơ hội cũng phải nếm thử đồng thời Trần Bình An đang thoát đi thời điểm cũng lợi dụng cái này không còn ngăn không ngừng điều tức nội lực của mình cùng khí tức trước đây không lâu hắn xác thực thừa dịp bất ngờ bằng vào táng long sáu châm giết cửu trưởng lão nhưng đó là xây dựng ở đối phương chủ quan tình huống phía dưới đồng thời vừa mới trận chiến kia đối với trần bình an tiêu hao là to lớn cho nên hắn hiện tại nhất định phải giành giật từng giây bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục nội lực của mình vô tri tiểu bối giết lão cửu lại còn vọng tưởng chạy trốn đúng lúc này một cái vô cùng phẫn nộ thân ảnh từ trần bình an lưng sau vang lên trần bình an bước chân chưa từng ngừng nhưng lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua lại chỉ thấy được bát trưởng lão còn có thất trưởng lão hai người này lấy khoa trương tốc độ không ngừng hướng phía trần bình an đánh tới chớp nhoáng dựa theo hai người này tốc độ còn có trần bình an cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách để tính không ra hai phút đồng hồ trần bình an liền sẽ bị hai người này đuổi kịp lại hiện tại trần bình an nội lực chỉ hồi phục một nửa nếu là đối đầu hai người này trừ phi thi triển ngũ hành nghịch chuyển chi pháp nếu không không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng nhưng mà trần bình an so với ai khác đều rõ ràng hắn hiện tại không thể thi triển ngũ hành nghịch chuyển chi pháp bởi vậy từ đầu đến cuối lục trưởng lão đều không hề lộ diện cho dù là trần bình an liều chết thi triển ngũ hành nghịch chuyển chi pháp cũng sẽ bị sau chạy tới lục trưởng lão giết chết cho nên hiện tại còn không phải liều mạng thời điểm nhất định phải đợi đến lục trưởng lão lộ diện nguồn hố chuyện hot truyền com nghĩ tới đây trần bình an lại một lần nữa tăng tốc tốc độ điên cuồng chạy trốn không biết tự lượng sức mình muốn chết phía sau bát trưởng lão hừ lạnh một tiếng chợt liên tiếp bổ ra mấy đạo như là liệt diễm một loại trưởng lực cái này trưởng lực tốc độ cực nhanh chẳng qua một nháy mắt liền đến đến trần bình an lưng sau cảm nhận được phía sau truyền đến đau đớn khó nhịn thiêu đốt trần bình chân phải phát lực vội vàng phía bên trái bên cạnh vọt lên lúc này mới tránh thoát đạo thứ nhất trưởng lực nhưng mà trần bình an lưng về sau còn thừa lại năm đạo trưởng lực thế là trần bình an chỉ có thể lợi dụng chung quanh cây cối không ngừng quay qua quay lại nhảy mười phần chật vật chạy trốn mà những cái kia chúng đích tại trên cây trưởng lực thì là tại trong khoảnh khắc liền đem to hơn một người mảnh cây cối thiêu đốt hầu như không còn khiến cho hóa thành cho tàn dư quang quét đến một màn này trần bình an thần sắc ngưng trọng dị thường Mạnh mẽ như thế trưởng lực, Trần Bình An cho dù là chúng vào một trưởng, chỉ sợ đều sẽ bị chen ngã xuống đất. Mặc dù không thể chí mạng, nhưng đủ để ngăn lại Trần Bình An bước chân. Ý thức được điểm này, Trần Bình An không khỏi đánh lên 12 phần tinh thần. Nhưng mập phía sau bát trưởng lão còn có thất trưởng lão thì là hoàn toàn không cho Trần Bình An bất luận cái gì thư giãn cùng thở dốc thời cơ, đồng thời ra tay liên tiếp phóng xuất ra hơn 10 đạo như là liệt hỏa một loại trưởng lực. Trong lúc nhất thời, Trần Bình An phía sau bốc cháy lên hừng hực ánh lửa, vẻn vẹn chỉ là dư ôn, liền để Trần Bình An sau đừng khô nóng khó nhịn thống khổ dị thương. Nhưng dù cho như thế, Trần Bình An cũng chỉ có thể cố nén nhiệt độ cao, không ngừng tránh chuyển xê dịch nhưng Trần Bình An phía sau trưởng lực thực sự là nhiều lắm, cho dù Trần Bình An đã dốc hết toàn lực. Cuối cùng nhưng như cũng bị một đạo trưởng lực trúng đích. Phóc, Trần Bình An khí tức rung động, phun ra một ngụm máu tươi, tại trưởng lực xung kích phía dưới, đâm vào một bên trên cây. Trực tiếp đem nó chặn ngang đụng gãy. Chương 943, Tuyệt cảnh 2. Trần Bình An, đi chết đi. Thấy Trần Bình An bị trưởng lực gây thương tích té ngã trên đất, Bát trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân bỗng nhiên phát lực. Chợt bằng nhanh nhất đi vào Trần Bình An đỉnh đầu. Viêm Dương trưởng nương theo gầm lên giận dữ, Bát trưởng lão tay phải chỉ lên cao dâng lên trận trận liệt diễm. Thẳng đến Trần Bình An đỉnh đầu mà đi vừa mới đứng dậy, còn chưa tới kịp điều chỉnh tốt tư thế Trần Bình An đối mặt mạnh mẽ như thế võ kỹ, tự nhiên là không dám liều trống. Thế là chỉ có thể chật vật phía bên phải phía sau đánh tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Bình An tránh thoát cái này một trưởng này. Nhưng một trưởng này tạo thành nhiệt độ cao còn có sóng xung kích lại đem Trần Bình An đánh bay ra xa mười mấy mét. Tại đem mấy cây đại thụ chặn ngang đụng gãy về sau lúc này mới chật vật rơi xuống đất. Phốc, Trần Bình An lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ một trận loạn chiến. Sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Còn không chờ hắn thở dốc, Thất Trưởng lão liền từ bên trái một quyền đập tới, lại trên nắm tay bao vây lấy kinh khủng nhiệt độ cao cùng nội lực không kịp né tránh trần bình an chỉ có thể tại trên hai tay hội tụ toàn bộ nội lực cũng giao nhau tại phía bên phải của mình lúc này mới tránh đầu bị đối phương nắm đấm nện vào nhưng dù cho như thế một quyền này kinh khủng nhiệt độ cao nháy mắt tại trần bình an cánh tay lưu lại bị phỏng cũng đem nó đánh bay ra ngoài kề sát đất trượt xa mười mấy mét cuối cùng đâm vào trên một tảng đá lớn nhưng mà coi như Trần Bình An còn chưa kịp đứng dậy thời điểm bát trưởng lão còn có thất trưởng lão đồng thời bổ ra một trường. Oanh, bành, hai đám lửa trực tiếp trúng đích Trần Bình An cũng tạo thành to lớn bạo tác. Trong khoảnh khắc ánh lửa ngút trời, quanh mình hết thầy toàn bộ đều bị liệt diễm nhóm lửa. Hóa thành đất khô cằn, liền Trần Bình An phía sau tảng đá kia cũng đầy là cháy đen mà lúc này hỏa diễm trung tâm trần bình an thì là lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi nếu không phải là hắn vừa mới đem trong đan điền toàn bộ nội lực tại trải qua cực hạn áp xúc về sau đều dùng để phòng ngự hắn hiện tại cho dù bất tử cũng phải ném nửa cái mạng nhưng dù cho như thế hiện tại trần bình an tình cảnh vẫn như cũ không thể lạc quan bởi vì hắn thương thực sự là quá nặng đi toàn thân trên dưới vượt qua bảy thành làn da bị bị phỏng bên ngoài nội lực cũng còn sót lại ba thành thể lực cũng là như thế xem ra không có thời gian lo lắng nhiều như vậy chỉ có thể liều mạng tại bát trưởng lão còn có thất trưởng lão liền lật tiến công phía dưới trần bình an áo đã rách, rách rách dưới dưới trên thân cũng đầy là đốt cháy khét vết tích tại cái này loại tình huống này trần bình an đã không có lựa chọn cho dù cho đến tận đây lục trưởng lão đều không hề lộ diện hắn cũng chỉ có thể liều mạng nếu không hắn không có bất kỳ cái gì hoặc là rời đi nơi này cơ hội ngay tại trần bình an bên này đã làm ra sau khi quyết định bát trưởng lão cùng thất trưởng lão đang nhìn nhau liếc mắt về sau đồng thời bắt đầu hành động chỉ một thoáng hai vị cảnh giới tông sư cao thủ thân hình tăng vọt, hóa thành hai đạo tàn ảnh, một trái một phải thẳng đến Trần Bình An mà đi. Tại trong lúc này, hai người này trên tay. Đồng thời hội tụ chú ý đem Trần Bình An giết chết nội lực. Nguồn hố chuyện hot com cùng lúc đó, Trần Bình An tại chú ý tới cử động của đối phương về sau. Cũng dự định thi triển ngũ hành nghịch chuyển chi pháp tới liều mạng đổi lấy một chút hy vọng sống nhưng lại tại hắn có vừa mới hành động thời điểm một cái lệnh trần bình an khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ngoài ý muốn thanh âm truyền đến trần bình an cẩn thận ta cái này tới giúp ngươi cách đó không xa một đạo xinh đẹp thanh âm một thân mà qua mà vị kia khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân giờ phút này khắp khuôn mặt là vội vàng sao động cùng lo lắng nhất là khi nhìn đến hỏa đức tông bát trưởng lão còn có thất trưởng lão hai người dự định về sau càng là không chút do dự bốc lên to lớn tác dụng phụ thi triển thanh loan tông bí pháp đông lạnh máu ngưng xương ngay tại tống sổ phượng bắt đầu thi triển bí pháp một nháy mắt trên người nàng đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng hàn khí phàm là tống sổ phượng những nơi đi qua đều lưu lại một đầu băng đường lại tống sổ phượng vào lúc này đột xuất một hơi hàn khí nháy mắt liền đem con đường phía trước toàn bộ đông kết mà nàng thì là lợi dụng tự thân tốc độ còn có mặt băng bóng loáng thân hình tăng vọt tốc độ tăng lên ba lần không chỉ cũng liền bởi vậy tống sổ phượng lúc này mới đuổi tại bát trưởng lão thất trưởng lão hai người nắm đấm rơi vào trần bình an trên thân trước đó đi vào trần bình an trước mặt cũng đem bích tiêu kiếm còn có vỏ kiếm tế ra ngăn lại bát trưởng lão còn có thất trưởng lão tiến công chỉ một thoáng nhiệt độ cao cùng hàn khí đụng vào nhau ngắn ngủi chẳng qua một nháy mắt rất nhiều hơi nước che khuất bầu trời trần bình an tống sổ phượng bát trưởng lão thất trưởng lão toàn bộ đều bị bao phủ trong đó nhưng mà lúc này tống sổ phượng nhìn như bằng vào bí pháp hàn khí tạm thời ngăn cản được hòa đức tông hai vị trưởng lão tiến công thanh loan tông bí pháp hàn khí cũng xác thực khác chế hòa đức tông công pháp nhưng tống sổ phượng dù sao chỉ là cửu phẩm đỉnh phong cho dù là thi triển bí pháp nội lực còn có lực lượng đều chiếm được to lớn tăng lên có thể ngắn ngủi cùng cảnh giới tông sư một trận chiến nhưng lại không cách nào ngăn cản hai vị cảnh giới tông sư cao thủ giáp công vì vậy tại hàn khí cùng nhiệt độ cao tiếp xúc ban đầu tại trong ba người lực bắt đầu chống lại chỗ tống sổ phượng liền cuồng phún ra một ngụm máu tươi trên mặt cũng không thấy mảy may huyết xác chương 944, duyên phận cho nên, tìm đường sống trong chỗ chết một cút cho ta, tại cảm nhận được tống sổ phượng càng thêm uể oải khí tức về sau, trần bình an con ngươi nháy mắt phóng đại. Trong chớp nhoáng này, trong đầu của hắn hiện lên mấy đạo thân ảnh, có nguyên nhân hắn trở thành người chết sống lại khương sơ âm mẹ con, cũng có vì hắn ngăn lại một kích mộc uyển tranh. Trần Bình An không biết những người này thân ảnh vì sao xuất hiện trong mắt hắn hiện lên, nhưng hắn lại có thể khẳng định, hắn không nghĩ lại có người bởi vì chính mình thụ thương. Vì vậy, Trần Bình An phát ra gầm lên giận dữ, tại một lần dự định thi triển ngũ hành nghịch chuyển chi pháp. A Di Đà Phật, Trần thí chủ tỉnh táo. Tống thí chủ mặc dù trọng thương, nhưng không có nguy hiểm tính mạng người nếu là hành sự lỗ mãng chỉ sợ muốn lãng phí tống thí chủ một phen tâm ý đột nhiên một cái tăng thương thanh âm hùng hậu từ bốn phương tám hướng truyền đến không chờ trần bình an bọn bốn người làm phản ứng gì một vị mặc tràn đầy bản sửa lỗi cả xa lão hòa thượng nhanh nhẹn mà tới cớ gì như thế à thôi thôi đã lão nạp nhìn thấy vậy các ngươi liền toàn bộ đến đây dừng tay đi vô thiền thánh tăng nhẹ giọng cảm thán một câu chợt duỗi ra hai tay nắm bát trưởng lão còn có thất trưởng lão bị kịch liệt nhiệt độ cao cùng hỏa diễm bao bọc thủ đoạn sau đó nhẹ nhàng vừa dùng lực liền đem hai người này hất ra ngay sau đó ngay tại tống sổ phượng sắp đổ xuống lúc vô thiền thánh tăng thân hình lóe lên đi vào tống sổ phượng bên cạnh thân đem nó đỡ dậy sau đó duỗi ra hai ngón liên tiếp điểm tống sổ phượng trên thân mấy chỗ huyệt đạo, tại phát hiện trên mặt của đối phương có chút làm dịu về sau, lúc này mới đem nó giao đến Trần Bình An trên tay. Trần Thí Chủ, Tống Thí Chủ chỉ là tạm thời hôn mê, cũng vô tính mệnh nguy hiểm, lại trên người nàng hàn khí vừa vặn có thể giải ăn mòn ngươi nội tạng nóng hơi thở. Trần Thí Chủ hẳn phải biết như thế nào làm. Về phần lão nạp, trước tiên đem phiền toái trước mắt giải quyết vô thiền thánh tăng tại đối trần bình an căn dặn một phen về sau. Liền xoay người sang chỗ khác một mặt hiền hòa nhìn chăm chú hòa đức tông hai vị trưởng lão. Lão hòa thượng không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng tại không biến mất. Đừng trách chúng ta không khách khí. Bát trưởng lão cùng thất trưởng lão nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nhúng tay vào, xấu bọn hắn vẫn là hòa thượng, nổi giận đùng đùng uy hiếp nói. A-di-đà-phật Hai vị thí chủ chung vào một chỗ cũng có 130 đến 140 tuổi, cớ gì còn muốn tạo sát nghiệt. Vô thiền thánh tăng chắp tay trước ngực, nhẹ giọng dò hỏi. Cốt, hoặc là chết, lên cơn giận giữ bát trưởng lão lười nhác nói nhảm, vận khí nội lực hướng phía vô thiền thánh tăng chính là một trưởng bồ tới. Một trưởng này muốn so trước đó đối phó trần bình an một trưởng kia còn cường đại hơn nhưng sắp rơi vào vô thiền thánh tăng trên thân thời điểm lại bị cái sau tay phải nhẹ nhàng một nhóm bắn ra mắt thấy một màn này hòa đức tông hai vị trưởng lão đều thần sắc nghiêm túc bởi vì bọn hắn vậy mà không cách nào nhìn ra trước mắt vị này lão hòa thượng cảnh giới nói cách khác vị này lão hòa thượng cảnh giới còn cao hơn bọn họ ra rất lớn một đoạn đại tông sư hoặc là còn muốn cao hơn trong lòng hai người kinh thán không thôi sắc mặt cũng dần dần trở nên âm trầm tiền bối đây là hòa đức tông việc nhà có thể hay không mời ngài không nên nhúng tay ngay tại bát trưởng lão thất trưởng lão không biết làm sao lúc từ đầu đến cuối núp trong bóng tối lục trưởng lão lộ diện chỉ có điều, vị này lục trưởng lão tại đối mặt vô thiền thánh tăng thời điểm, thái độ lộ ra dị thường khiêm tốn. Thậm chí chủ động gọi là tiền bối. Phải biết hòa đức tông lục trưởng lão bây giờ đã qua tuổi bát tuần, có thể bị hắn xưng là tiền bối vô thiền thánh tăng, đáng chết loại đến tuổi nào. Nguồn hố chuyện hot chuyên com Trần Tiểu hữu cùng lão nạp có ân, cho nên lần này lão nạp tha thứ khó tòng mệnh. Nếu là ba vị không cam tâm lão nạp nguyện đối nghịch tay vô thiền thánh tăng từ đầu đến cuối trên mặt ý cười chắp tay trước ngực nhưng lại tại câu nói này từ trong miệng hắn nói ra thời điểm lục trưởng lão sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi tiền bối cái này chỉ sợ không thể nào nói nổi a à. lục trưởng lão lại trần chờ một phen về sau thử dò xét nói không có gì không thích hợp nhà ngươi đời trước nữa tông chủ thiếu lão nạp một cái nhân tình, ngay tại hôm nay tiêu đi. Hay là nói, ba vị thật dự định cùng lão nạp động thủ. Vô thiền thánh tăng nhẹ nói. Lời này vừa nói ra, mặc kệ là bát trưởng lão, thất trưởng lão, vẫn là Trần Bình An tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc hòa đức tông đời trước nữa tông chủ thiếu lão hòa thượng một cái nhân tình. Cái này lão hòa thượng đến tột cùng sống bao nhiêu năm? Trong lòng mọi người không có đáp án, chỉ có chấn kinh. Hết lần này tới lần khác biết lão hòa thượng thân phận lục trưởng lão. Đối với cái này không dám có chút hoài nghi. Bởi vì biết được lão hòa thượng người đều rõ ràng, vô thiền thánh tăng cả đời không có qua một lần lừa dối đồng thời ba người bọn hắn cũng không phải vô thiền thánh tăng đối thủ chúng ta đi lục trưởng lão hít sâu một hơi tại bình phục lại cảm xúc về sau âm thanh lạnh lùng nói lời này vừa nói ra còn lại hai vị trưởng lão đều mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng trở ngại lục trưởng lão thân phận cao hơn bọn họ bọn hắn cũng chỉ có thể cùng nơi này đi chỉ có điều hai người này không biết là lục trưởng lão muốn so bọn hắn càng thêm không cam tâm. Chỉ có điều, giờ phút này có vô thiền thánh tăng bảo hộ Trần Bình An, đừng nói là ba người bọn hắn. Cho dù là hòa đức tông tông chủ lại thêm chín đại trưởng lão cùng nhau ra tay, cũng chưa hẳn là lão hòa thượng đối thủ. Trường 945, Duyên Phận cho nên, tìm đường sống trong chỗ chết. 2 đa tạ thánh tăng xuất thủ cứu giúp, thấy hỏa đức tông ba vị trưởng lão đi xa. Từ đầu đến cuối dùng trợ giúp tống sổ phượng làm dịu hàn khí Trần Bình An như chút được gánh nặng thở dài một hơi cảm kích nói. Trần Thí Chủ, chúng ta vẫn là về trước đi rồi nói sau. Vô thiền thánh tăng cười nhạt một tiếng, chợt đi vào Trần Bình An cùng tống sổ phượng trước mặt nhẹ nhàng vung lên cà xa một cỗ cực kỳ tinh thuần nội lực liền đem trần bình an cùng nó trong ngực tống sổ phượng nâng lên sau đó tại vô thiền thánh tăng trợ giúp phía dưới hai người cứ như vậy trở lại nam sơn tự một cái trong xương phòng mà lúc này hoa anh võ đã tại chỗ này chờ đợi trần tiểu hữu nhưng có trở ngại thấy trần bình an đầy người bừa bộn khi tức yếu ớt dáng vẻ hoa anh võ có chút lo lắng nói hoa minh chủ đây là không tin được lão nạp một bên lão hòa thượng cười nói tại hạ cũng không có ý tứ này chỉ là có chút quan tâm sẽ bị loạn mà thôi hoa anh võ biết được vô thiền thánh tăng đang nói đùa hắn nhưng vẫn là trịnh trọng việc đáp lại một câu bởi vì cái này lão hòa thượng bối phận thực sự là quá cao cho dù là thân là giang nam võ minh minh chủ hắn cũng không tiện có chút đi quá giới hạn trần tiểu hữu nội thương của ngươi mặc dù rất nặng nhưng không có nguy hiểm tính mạng, điểm này vị này tống thí chủ cũng là giống nhau. Cho nên, tại các ngươi đây hai người thương thế hồi phục trước đó. Liền nghĩ ở đây tĩnh dưỡng đi, người yên tâm thanh loan tông bên kia lão nạp sẽ đánh chào hỏi. Mặt khác, cái này hai viên đan dược trần thí chủ thủ hạ có thể giúp các ngươi chữa thương. Hòa minh chủ chúng ta đi thôi tại đối trần bình an lời lẽ khuyên nhủ căn dặn một phen về sau vô thiền thánh tăng liền chủ động nhìn về phía hoa anh võ nói nghe nói lời ấy cho dù hoa anh võ còn muốn tiếp tục cùng trần bình an nói cái gì nhưng cũng không thể không theo sát phía sau rời đi vô thiền thánh tăng chúng ta vì sao như thế vội vã rời đi đi ra một khoảng cách về sau hoa anh võ có chút nghi ngờ hỏi Hotrawen.com tống thí chủ thi triển bí pháp sẽ dẫn hàn khí nhập thể. Mà trần thí chủ hiện tại trong cơ thể tràn đầy hòa đức tông công pháp lưu lại nóng độc cả hai mặc dù vừa vặn trung hòa. Nhưng lại có một ít tác dụng phụ. Vô thiền thánh tăng không nhanh không chậm giải thích nói. Tác dụng phụ, hoa anh võ có chút nhíu mày. Hàn khí thuần âm, nóng độc thuần dương, cả hai tương khắc tương sinh bởi vậy vừa vặn trung hòa nhưng âm dương điều hòa vốn là sinh sôi chi pháp cho nên người biết tác dụng phụ là cái gì chưa vô thiền thánh tăng dừng bước lại thân là người xuất gia hắn lại nói ra lời nói này thời điểm trên mặt lại tràn đầy ý cười thì ra là thế thì ra là thế hoa anh võ nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ liên tục gật đầu ngay tại hai người này nhìn nhau cười một tiếng lúc gian phòng bên trong trần bình an kinh ngạc phát hiện trong cơ thể khô nóng khó nhịn hô hấp cũng không bị khống chế tăng thêm nhìn về phía tống sổ phượng ánh mắt cũng nhiều một chút mê ly cùng tham lam đây là tình huống như thế nào còn có mấy phần lý trí trần bình an liền vội vàng đem tống sổ phượng buông xuống sau đó ngồi xếp bằng áp chế trong lòng khô nóng còn không đợi trần bình an thành công áp chế tống sổ phượng lại tại lúc này mở mắt ra bên trong cũng từng chút từng chút hướng phía trần bình an mà đến leo đến hắn trên đùi chăm chú đem nó ôm lấy hơi thở như hoa lan tống tiểu thư người đây là bức ta phạm tội a à. nhìn thấy một màn này trần bình an nhịn không được phát ra một tiếng ai thán trần tiên sinh đây là chúng ta dùng nóng lạnh lưỡng khí lẫn nhau trị liệu thương thế tác dụng phụ đừng vọng tưởng chống cự âm dương điều hòa vốn là vạn vật sinh sôi căn bản không phải sức người có thể khống chế tống sổ phượng sắc mặt ửng hồng nhìn chăm chú trần bình an hai con ngươi đầy nước sở sở động lòng người nguồn hố chuyện hot truyền com vậy ta cũng không thể bởi vậy làm ra mạo phạm chuyện của ngươi a à, thật chẳng lẽ không có phương pháp phá giải sao trần bình an nghe vậy lúc này mới giống nhau hết thảy nhưng như cũ là một mặt kinh hoàng trần tiên sinh không phải là không có phương pháp phá giải chỉ là giá quá lớn tống sổ phượng nghe vậy mười phần chật vật đáp lại nói tống tiểu thư có biện pháp cứ việc nói chính là ta có thể tiếp nhận trần bình an không chút do dự truy vấn có hai lựa chọn thứ nhất hai người chúng ta bên trong có một người tử vong tống sổ phượng trong mắt chứa làn thu thủy miệng đắng lưỡi khô nói nói thẳng loại thứ hai trần bình an mình không muốn chết càng không cách nào đối tống sổ phượng xuống tay bởi vậy trực tiếp từ bỏ loại thứ nhất biện pháp thứ hai người vùng đao tự cung đề cập lời ấy tống sổ phượng sắc mặt càng thêm hồng nhuận ngượng ngùng ây chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút loại thứ ba phương pháp đi trần bình an một mặt sụp đổ giờ khóc giờ cười trần tiên sinh kỳ thật cho dù ta cam nguyện hiến thân ngươi kết quả của ngươi cũng là tử vong ta một mực tìm kiếm táng long giới truyền nhân lý do cũng là bởi vì mệnh cách của ta đặc thù trừ phi là táng long giới truyền nhân nếu không không ai có thể chịu đựng lấy mệnh cách của ta nói cách khác cùng ta có vợ chồng chi thực hoặc là có vợ chồng chi tên người đều sẽ tử vong nói tống sổ phượng trong mắt lộ ra một vòng bi thương bởi vì nàng rõ ràng chỉ cần trần bình an không tuyển chọn tự cung vậy cũng chỉ có một cái chết nhưng cũng liền bởi vậy Tống sổ phượng trong lòng cũng phảng phất làm ra một ít quyết định, mặt lộ vẻ bi thương, chậm rãi rút ra bích tiêu kiếm, nằm ngang ở trên cổ của mình. Trường 946, hóa ra là ngươi, may mắn là ngươi chuyện cho tới bây giờ, Tống Sổ Phượng không thể không thừa nhận, nàng đã thích Trần Bình An cho nên tại đoán được trần bình an bị hòa đức tông cao thủ chặn giết thời điểm mới có thể liều lĩnh tiến đến khi nhìn đến trần bình an tính mạng hấp hối thời điểm mới có thể liều lĩnh xuất thủ cứu giúp cho nên tống sổ phượng không thể nào tiếp thu được trần bình an chết tại trước mắt của mình càng không cách nào tiếp nhận trần bình an tự cung bởi vậy muốn cam đoan trần bình an an toàn phương thức tốt nhất chính là tống sổ phượng tự sát đồng thời bây giờ nàng đã thích trần bình an nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì nàng kia đặc thù mệnh cách không cách nào trở thành trần bình an nữ nhân nếu như nàng vì sống sót cùng trần bình an giao hợp như vậy cuối cùng vẫn là hại chết trần bình an cho dù là trần bình an may mắn sống sót nàng cũng còn muốn vì tông môn vì gia tộc gả cho cái kia thân phận thành mê táng long giới truyền nhân tại không có thích người trước tống sổ phượng có thể làm gia tộc vì tông môn gả cho chưa từng gặp mặt táng long giới truyền nhân nhưng hôm nay tống sổ phượng đã có thích người nàng không cách nào làm được về phần nàng kia bệnh nặng phụ mẫu nếu là bởi vì nàng đặc thù mệnh cách gặp kiếp nạn này như vậy nàng chết nghĩ đến cũng liền lại không có gì đáng ngại nghĩ tới đây Tống sổ Phượng kia khuynh quốc khuynh thành trên mặt khóe miệng có chút dương lên, phác họa ra một vòng bi thương nụ cười, cặp kia linh động con ngươi tại nhìn chăm chú Trần Bình An thời điểm. Cũng đầy là bi thương. Nếu ta chỉ là một người đàn bà bình thường liền tốt. Nếu ta không có cái này đặc thù mệnh cách thật là tốt biết bao a. À. Cái này đáng chết vận mệnh. Vì sao hết lần này tới lần khác đối ta mở như thế đại nhất cái trò đùa. Nghĩ đến đây, tống sổ phượng trong tay bích tiêu kiếm đã vạch phá làn da của nàng. Máu tươi thuận bích tiêu kiếm xẹt qua. Hot c không mét tống tiểu thư, chờ một chút. Mặc dù lúc này nói có chút nói láo hiểm nghi, nhưng ta quả thật chính là táng long giới truyền nhân. Đây là táng long giới, còn có táng long châm. Người tìm kiếm táng long giới truyền nhân lâu như vậy, hẳn là nhận biết hai thứ đồ này nhìn thấy tống sồ phượng rút ra bích tiêu kiếm trần bình an nháy mắt liền đoán ra ý nghĩ của đối phương thế là không chút do dự bắt lấy tống sồ phượng tay cũng đem táng long dưới còn có táng long dưới một mạch đem ra thần sắc trịnh trọng lại vội vàng sao động nhìn đối phương giải thích nói gian phòng bên trong đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết Trần Bình An dị thường vội vàng nhìn chăm chú Tống Sổ Phượng, mà Tống Sổ Phượng thần sắc thì là âm tình bất định, ngũ vị tạp trần. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng đều bị kia bôi khuynh quốc khuynh thành, xuất phát từ nội tâm mừng thầm nụ cười che giấu. Thật là ngươi, vậy mà là ngươi, may mắn là ngươi, khi nhìn đến trước mắt táng long dưới còn có táng long châm về sau, tống sổ phượng nháy mắt liền phân biệt ra được thật giả khóe miệng cũng không bị khống chế hiển hiện một vòng nụ cười hạnh phúc, cặp kia linh động cũng tại lúc này hiển hiện lệ quang. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, mình một mực đau khổ tìm kiếm người. Vậy mà đã sớm xuất hiện tại trước mặt mình. Nàng càng thêm may mắn, mình yêu người chính là mình một mực đau khổ tìm kiếm người. Giờ khắc này, nàng không còn trách tội mệnh cách của mình, vận mệnh. Mà là từ đáy lòng cảm kích cảm tạ vận mệnh ban cho để nàng cùng trần bình an gặp nhau cảm tạ sự an bài của vận mệnh để nàng vẫn muốn tìm người trở thành nàng thích người cảm tạ vận mệnh bên trong duyên phận tại nàng quyết định tới điểm kết thúc thời điểm lại một lần nữa cho nàng hy vọng nguồn hố chuyện hot chuyên com nghĩ tới đây tống sổ phượng rơi lệ không ngừng chủ động nhào vào trần bình an trong ngực chủ động hôn lên trần bình an trong chớp nhoáng này, Trần Bình An chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Kia bôi mềm mại còn có ngọt tràn ngập đầu óc của hắn. Trong chớp nhoáng này, Trần Bình An càng thêm khô nóng khó nhịn, tại minh bạch hết thảy về sau, khi biết hết thảy về sau. Trần Bình An không tại khắc chế, lựa chọn tôn sùng bản tính. Gian phòng bên trong, bầu không khí trở nên càng thêm kiều diễm, khô nóng. Giờ khắc này, trần bình an cùng tống sổ phượng chính là chân chính trên ý nghĩa củi khô gặp liệt hòa cẩn thận tính ra duyên phận vừa vặn ngay tại hôm nay đến nhân quả cũng tại hôm nay viên mãn phương xa vô thiền thánh tăng chắp tay trước ngực nhẹ giọng thì thầm mà một bên hoa anh võ thì là khó nén ý cười không biết qua quá lâu ngủ say trần bình an cùng tống sổ phượng cùng nhau mở mắt ra bốn mắt nhìn nhau tràn đầy hạnh phúc trải qua vừa mới trận kia ác chiến hai người quần áo đã sớm bị xé nát lại hao hết sạch hai người thể lực cho nên cho dù ở âm dương điều hòa trợ giúp phía dưới hai người trong cơ thể hàn khí cùng nóng độc đã biến mất không sai biệt lắm hai người nhưng như cũ khó mà từ trên giường đứng dậy t đau quá đột nhiên tống sổ phượng phần eo truyền đến một trận nhói nhói trần bình an nhìn qua lúc này mới phát hiện trước đó không có thu lại thứ bảy miếng kim châm đâm rách tống sổ phượng ra thịt trắng noãn nhưng lại tại Trần Bình An dự định đem nó lấy ra thời điểm, tống sổ phượng chảy ra máu tươi lại bị táng long châm hấp thu, lại táng long châm chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trở nên thẳng tắp, biến thành nguyên bản thuộc về hắn bộ dáng. chương 947, Kim Quang Tẩy tùy chú ý tới một màn này, Trần Bình An không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng đồng thời, liền vội vàng đem nội lực bao bọc tại Kim Trâm phía trên. Tại Trần Bình An nội lực còn có tống sổ phượng huyết dịch kích phát dưới, thứ bảy miếng Kim Trâm đột nhiên tản mát ra hào quang trói sáng. Qua trong giây lát, Kim Quang liền tiến gian phòng lấp đầy. Trần Bình An còn có tống sổ phượng toàn bộ tắm rửa trong đó. Nhất lệnh hai người khiếp sợ là cái này kim quang vậy mà dần dần tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Chẳng những bắt đầu chữa trị nội thương của bọn hắn, còn tại trợ giúp bọn hắn tẩy tùy. Tại kim quang không ngừng tràn vào dưới, mặc kệ là Trần Bình An vẫn là tống sổ phượng. Đều có thể cảm nhận được trong đan điền kia cộ ấm áp cảm giác. Khoanh chân ngồi xuống, vận dụng thổ tức chi pháp, tận khả năng đem kim quang hút vào trong cơ thể. Trần Bình An rõ ràng. Cái này thứ bảy miếng kim châm tàn mát ra tia sáng sẽ cho hắn còn có tống sổ phượng mang đến rất lớn có ích thế là vội vàng hướng tống sổ phượng nhắc nhở một câu. Cái sau mới nghe được Trần Bình An nhắc nhở về sau, không có chút do dự nào, cùng Trần Bình An cùng nhau ngồi xếp bằng. Theo hai người khí tức dần dần trở nên quy luật cân xứng kim quang tiến vào hai người bọn họ trong cơ thể tốc độ cũng tại dần dần kéo lên. Rất nhanh, Trần Bình An cùng Tống Sổ Phượng trên dưới quanh người liền đã toàn bộ bị kim quang bao bọc. Mà lúc này, hai người nội lực trong cơ thể, kinh mạch, cốt tủy cũng đang lặng lẽ biến hóa. Cùng lúc đó, bên ngoài gian phòng phương xa, A-di-đà Phật, Trần Thí Chủ kể từ đó, mới xem như đạt được thứ bảy miếng kim châm. Hot ra quen com vô thiền thánh tăng tại chú ý tới Trần Bình An chỗ gian phòng tản mát ra kim quang về sau, khóe miệng có chút dương lên. Kia tăng thương hiền hòa trên mặt hiển hiện một vòng hết sức vui mừng nụ cười. Vô thiền thánh tăng, nhìn điệu bộ này Trần Tiểu Hữu cũng đã đem thứ bảy miếng kim châm lấy về mình dùng đi. Một bên hoa anh võ cũng tại lúc này mặt lộ vẻ ý cười. Bởi vì hắn rõ ràng Trần Bình An chân chính trên ý nghĩa thu hoạch được thứ bảy miếng kim châm về sau, chữa khỏi thương thế của hắn cũng ở trong tầm tay. Cái này cũng liền mang ý nghĩa kế hoạch của hắn có thể bắt đầu chấp hành. Kể từ đó, hết thảy bởi vì đã gieo xuống, về phần sẽ kết xuống cái dạng gì quả, liền phải nhìn ngươi cùng Trần Tiểu Hữu hai người như thế nào đi làm vô thiền thánh tăng nhẹ nhàng gật đầu nhàn nhạt đáp lại một câu vô thiền thánh tăng còn lại dược liệu ta đã chuẩn bị đầy đủ bồ đề quả liền nhờ ngươi hoa anh võ thấy thế chủ động hướng phía vô thiền thánh tăng chắp tay ôm quyền có chút khom người không vội không vội đợi đến trần tiểu hữu xuất quan nhanh nhất cũng là một tuần lễ chuyện sau đó tại trong lúc này ngươi có thể đem nên làm làm xong việc Vô thiền thánh tăng cuối cùng nhìn chăm chú Trần Bình An bên kia nhẹ giọng đáp lại nói: Sư phụ, ngươi làm sao ra tới rồi? Đúng lúc này, một cái Trần Bình An hết sức quen thuộc thân ảnh kiều tiểu xuất hiện tại nơi này cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem vô thiền thánh tăng. Ngươi tên nghịch đồ này cả ngày vây quanh một vị nữ thí chủ chuyển vi sư nếu là không còn ra hít thở không khí, chẳng phải là muốn bị ngạt chết? nguồn hố chuyện hot chuyên com vô thiền thánh tăng quay đầu lẳng lặng nhìn tiểu hòa thượng duỗi ra mình kia già nua tay tại tiểu hòa thượng bóng loáng trên đầu sờ sờ trong mắt tràn đầy cưng chiều cùng chờ mong sư phụ đó là bởi vì nam cung thí chủ nãi nãi bị thương ta muốn đi chiếu cố người xuất gia muốn lấy lòng dạ từ bi đây không phải sư phụ giáo dục ta sao tiểu hòa thượng cười hắc hắc đối với mình sư phụ ba hoa nói lúc này ngươi ngược lại là nhớ tới vi sư nói lời ngày thường vi sư để ngươi lễ phật tham thiền thời điểm làm sao không gặp ngươi như thế hiểu chuyện vô thiền thánh tăng vừa nói một bên giơ tay lên tại tiểu hòa thượng bóng loáng trên đỉnh đầu trùng điệp đập một chút sư phụ không muốn luôn luôn đánh ta đầu hội trưởng không cao tiểu hòa thượng bị đau dùng hai tay che mình tiểu chọc đầu có chút bất mãn phản nàn nói hắn cũng không muốn vẫn luôn giống như bây giờ nhỏ nhắn xinh xắn hắn phải trở nên cao lớn bởi vì chỉ có dạng này khả năng cho nam cung khinh ngữ mang đến cảm giác an toàn nghe nói lời ấy vô thiền thánh tăng không có mở miệng chỉ là nhìn chăm chú mình cái này đệ tử duy nhất giống như đang suy nghĩ cái gì vô thiền thánh tăng đã trần tiểu hữu bên này còn muốn bảy ngày vậy ta liền không ở nơi này chờ dù sao còn có rất nhiều chuyện quan trọng chờ lấy ta đi làm hoa anh võ thần sắc có chút ngưng trọng nói ra lời nói này hoa minh chủ ngươi việc cần phải làm sẽ cho cái toàn bộ giang nam võ đạo giới mang đến dung chuyển cũng sẽ cho ngươi tự thân mang đến nguy hiểm to lớn còn mời nhất thiết phải cẩn thận biết được hoa anh võ dự định rời đi về sau vô thiền thánh tăng xoay đầu lại lời lẽ khuyên nhủ dặn dò chương 948, biết rõ không thể làm mà vì đó, không sao, vô thiền thánh tăng chớ có lo lắng. Thương thế của ta khôi phục ở trong tầm tay, chờ ta thương thế hoàn toàn khôi phục. Bọn hắn có thể làm gì được ta? Nếu là những người kia nghe lời còn thì thôi, nếu là bọn họ dám đối ta dở trò, vậy bản tọa liền để bọn hắn nhớ lại. Ta hoa anh võ cái này nhất tuyệt đỉnh xưng hào, là như thế nào được đến? Hoa anh võ kia kiên nghị gương mặt phía trên hiện ra một vòng nụ cười tự tin. Giờ khắc này một cỗ cao cao tại thượng, bễ nghệ thiên hạ khí thế mạnh mẽ cũng từ trên người hắn phóng thích mà ra. A di đà phật, chớ tạo sát nghiệt, đừng quên hai người chúng ta ước định. Vô thiền thánh tăng thấy thế thành kính nói ra một tiếng phật hiệu. Cùng vô thiền thánh tăng ước định lại xuống không dám quên. Cáo từ hoa anh võ tại đối vô thiền thánh tăng chắp tay ôm quyền nói đừng một câu về sau liền quay người bước nhanh mà rời đi sư phụ hoa minh chủ là muốn đi làm một chút chuyện nguy hiểm sao nhìn chăm chú hoa anh võ rời đi bối cảnh tiểu hoa thượng thì thầm nói rất nguy hiểm vô thiền thánh tăng gật đầu nói đã nguy hiểm như vậy kia hoa minh chủ vì cái gì còn muốn đi làm đâu tiểu hoa thượng luôn luôn khâm phục hoa anh võ không nguyện ý hắn gặp nguy hiểm hot rawen com bởi vì có một số việc cũng nên có người đi làm sao nói sao tỉ như nói chuyện gì biết rõ không thể làm mà vì đó sự tình sư phụ phật pháp nói thuận theo tự nhiên nếu là biết rõ không thể làm sự tình vì cái gì còn muốn đi làm thuận theo tự nhiên cố nhiên là tốt nhưng nhiều khi tự nhiên mà vậy hướng đi chưa chắc là tốt cũng tỉ như nói cái kia nam cung tiểu thí chủ nãi nãi ngày xưa bị người xấu bắt đi trần thí chủ biết rõ lần này đi hung hiểm biết rõ không thể làm nhưng vẫn là đi đây là vì sao a à? minh bạch hoa minh chủ là dự định bình định lập lại trật tự liền như là trần thí chủ trước đó bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu vớt nam cung thí chủ nãi nãi đồng dạng Hoa Minh chủ lần này cũng phải bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu vớt, trợ giúp càng nhiều người. Tiểu Hòa Thượng Trời sinh thông minh, tại vô thiền thánh tăng dốc lòng dạy bảo phía dưới. Nháy mắt làm rõ hết thảy. Đúng là như thế. Vô thiền thánh tăng gật gật đầu, mặt lộ vẻ hiền lành nụ cười, sau đó chủ động ký lên tiểu hòa thượng tay. Một già một trẻ cứ như vậy dạo bước tại Nam Sơn tự trên đường nhỏ đón lấy bên trong trong ba ngày. Trần Bình An còn có tống sổ phượng từ đầu đến cuối đều trong phòng tắm rửa kim quang. Tại kim quang chợ giúp dưới, hai người thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Đồng thời, tại kim quang chợ giúp dưới, hai người đã tẩy tủy thành công, thể xác độ cường hoành đã tăng mấy lần không thôi. Lại kinh mạch trong đan điền nội lực cũng tại kim quang chợ giúp phía dưới tiến một bước chiết xuất mà nhất làm cho hai người này khiếp sợ là hai người bọn họ toàn bộ đều đột phá cửu phẩm đỉnh phong đi vào đến cảnh giới tông sư đồng thời kim quang tắm rửa chưa kết thúc nói cách khác hai người cảnh giới còn có thể tăng thêm một bước nguồn hố chuyện hot truyền com thời gian không khô trôi qua rất nhanh liền đi qua năm ngày trần bình an còn có tống sổ phượng vẫn như cũ tắm rửa tại kim quang bên trong mà tối hôm đó, phát sinh một kiện chấn kinh tất cả Giang Nam sự tình. Giang Nam Võ Minh, cách mỗi 10 năm đều sẽ một lần nữa đề cử một cái tân minh chủ. Lại một người minh chủ nhiều nhất chỉ có thể liên nhiệm hai giới. Mà năm nay chính là mỗi 10 năm một giới đề cử một cái tân minh chủ thời điểm. Lại khoảng cách trận này Giang Nam đều sẽ chú ý thịnh hội, vẻn vẹn chỉ còn lại gần 2 tháng dựa theo giang nam võ đạo giới định hạ phép tác mỗi một lần thay nhiệm kỳ trước hai tháng đều sẽ tổ chức một trận long trọng tiệc tối trận này tiệc tối trên cơ bản giang nam tất cả nhân vật có mặt mũi còn có bài danh phía trên thế lực đều sẽ phái ra đại biểu tham gia mà trận này tiệc tối mục đích có một cái đó chính là cộng đồng thương thảo đề cử võ minh minh chủ tất cả công việc bởi vậy Trận này tiệc tối định tại Giang Nam phát triển tốt nhất thành thị Thiên Nam, lại tổ chức định tại Thiên Nam lớn nhất, quán rượu sang trọng nhất Sơn Hà Cẩm Tú. 8 giờ tối, Sơn Hà Cẩm Tú ngựa xe như nước, mắt thường đi tới chỗ không có chỗ nào mà không phải là xe sang cùng Giang Nam đỉnh tiêm cao thủ cùng hào môn người cầm lái. Sơn Hà Cẩm Tú tầng cao nhất, Giang Nam các thế lực lớn đại biểu đã toàn bộ trình diện trong đó, bao quát giang nam thất đại gia gia chủ tam đại tông môn đại biểu. Cho dù là nhất không tranh quyền thế hai núi chùa cũng phái ra hai vị phó chủ cầm đến đây tham gia. Có thể nói, hôm nay trận này tiệc tối tụ tập giang nam tai to mặt lớn một đám đỉnh tiêm cao thủ, hoặc là người cầm lái. Tiệc tối bắt đầu thời gian tại 8 giờ 30 đúng cho nên trước lúc này trận này tiệc tối trở thành tất cả giang nam đại nhân vật nâng ly cạn chén trao đổi hợp tác tốt đẹp thời cơ chỉ có điều giờ này khác này tại tiệc tối bên trong cười cười nói nói đám người vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra buổi tối hôm nay hoa anh võ sẽ làm ra điên cuồng cỡ nào sự tình mà chuyện này sẽ cho giang nam mang đến bao lớn dung truyền đối giang nam cách cục tạo thành bao lớn ảnh hưởng chương 949, mưa gió nổi lên, một hoa minh chủ đến. Thời gian trôi qua, 8 giờ 30 đúng. Ngay tại trên yến hội đám người qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau. Hoa anh võ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà theo võ minh minh chủ hoa anh võ trình diện, đám người toàn bộ theo tiếng kêu nhìn lại, tiệc rượu cũng dần dần trở nên yên tĩnh trở lại. Cứ như vậy tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hoa Anh võ đi vào tiệc rượu trung ương nhất. Chư vị, mời trước để ly rượu trong tay xuống, nghe Hoa mỗ một lời. Hoa Anh võ đảo mắt đám người. Mở miệng hấp dẫn chú ý của mọi người. Hoa Anh võ thân là Giang Nam võ minh minh chủ, Giang Nam thực lực cường đại nhất người, hắn người bên ngoài tự nhiên là không dám không nghe thế là nhao nhao để ly rượu xuống, đem ánh mắt hội tụ tại hoa anh võ trên thân. Tin tưởng chư vị đều rõ ràng, Giang Nam mỗi 10 năm một giới minh chủ tuyển cử đại hội. Lại có hai tháng liền phải bắt đầu. Cho nên, hoa mỗ có mấy lời muốn vào hôm nay chiêu cáo toàn bộ Giang Nam. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hoa anh võ thần sắc trịnh trọng nói. Hot Rawen, còn lời này vừa nói ra, đám người đều mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Bởi vì Giang Nam Võ Minh Minh chủ tuyển cử là Giang Nam lớn nhất sự tình, không có cái thứ hai. Chư vị, giới trước Võ Minh Minh chủ tuyển cử chỉ là đề cử ra một vị Minh chủ, nhưng là lần này ta muốn thay đổi một chút quy tắc cùng phương thức. Nói ra lời nói này thời điểm, hoa anh Võ trên mặt thần sắc hiếm thấy trở nên nghiêm túc bởi vì hắn rõ ràng hắn sau đó phải nói lời sẽ ảnh hưởng toàn bộ giang nam thế cục cũng để những cái kia giang nam đỉnh cấp thế lực vô cùng tức giận mà tại chú ý tới hoa anh võ trên mặt sự tình về sau ở đây một đám hào môn người cầm lái còn có đỉnh tiêm thế lực đại biểu cũng nhíu mày bởi vì bọn hắn ngửi được một tia khí tức quỷ dị cái gọi là giang nam võ minh vốn phải là siêu thoát giang nam các thế lực lớn liên minh vốn phải là dẫn dắt toàn bộ giang nam võ đạo giới tiến lên liên minh nhưng mà những năm gần đây người nào đó một ít thế lực lại đem nó xem như lấy quyền mưu tư công cụ đây không phải bổn tọa muốn gặp được đây đối với giang nam võ đạo giới phát triển cũng là trăm hại mà không một lợi cho nên lần này võ minh minh chủ tuyển cử trừ muốn đề cử võ minh minh chủ bên ngoài võ minh bảy vị trưởng lão ba vị đường chủ đồng dạng muốn tại trận này tiền cử bên trong đề cử ra tới nói cách khác bổn tọa muốn hủy bỏ trước đó đề cử bảy vị trưởng lão còn có ba vị đường chủ nội bộ tiến cử chế độ đồng thời lần này tiền cử đem không giới hạn tại giang nam nhân sĩ rộng mời thiên hạ anh hào tham gia nguồn hố chuyện hot truyền com trước mắt bao người hoa anh võ không chút do dự nói ra dạng này một phen vượt qua tất cả mọi người đoán trước đem hắn triệt để đẩy lên giang nam những cái kia đỉnh tiêm thế lực mặt đối lập giang nam võ minh tại kiến lập mới bắt đầu đúng là dự định đề cử ra một vị minh chủ dẫn dắt toàn bộ giang nam võ đạo giới không ngừng bồng bột phát triển chỉ có điều, không đợi giới thứ nhất minh chủ có hành động, giang nam các thế lực lớn vì mình lợi ích. Chủ động đưa ra muốn tại võ minh bên trong đã tiến cử phương thức đề cử 7 vị trưởng lão còn có 3 vị đường chủ. Lại minh chủ muốn làm ra nào đó hạng to lớn quyết định thời điểm. Nhất định phải thông qua bỏ phiếu phương thức đạt được bao quát minh chủ, 7 vị trưởng lão, 3 vị đường chủ tổng cộng 11 người bên trong vượt qua một nửa số phiếu nếu không, minh chủ đem không cách nào triển khai bất luận cái gì hành động. Đối với cái này một đề nghị, thất đại gia, ba tông cửa, còn có lưỡng thiền tự một trong số đó. Lấy tên đẹp làm như vậy vì phòng ngừa minh chủ làm ra quyết định sai lầm, mới khai thác loại này bày sách bảy ích phương thức. Nhưng mà... Cuối cùng thông qua đề cử phương thức tiền ra bảy vị trưởng lão, ba vị đường chủ, toàn bộ đều là thất đại gia, còn có Tam đại tông môn cùng lưỡng thiền tự người. Mà cái kia giang nam cái gọi là võ minh minh chủ thì là triệt để trở thành cái thùng rỗng. Hết thầy có lợi cho thất đại gia, Tam đại tông môn, lưỡng thiền tự quyết định. Luôn luôn toàn phiếu thông qua, nhưng mà một khi gặp được có hại hại những thế lực này đề nghị thì là chưa hề thông qua qua cho dù là những cái kia có lợi cho giang nam võ đạo giới phát triển có lợi cho tạo phúc giang nam đề nghị chỉ cần có hại những thế lực này cũng chưa từng thông qua vì vậy giang nam võ minh nhìn như đề cử ra một vị thế lực mạnh nhất minh chủ nhưng kỳ thật toàn bộ võ minh vẫn tại thất đại gia tam đại tông môn lưỡng thiền tự những cái này giang nam cấp cao nhất thế lực trong khống chế minh chủ cho tới bây giờ đều là một cái cái thùng rỗng linh vật chỉ có một thân thực lực nhưng không có bất kỳ thành tích mà hết thảy này cũng là đầy ngập khát vọng hoa anh võ tại trở thành giang nam võ minh minh chủ về sau mới phát hiện